Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 202. Chương 2011. Hắn là ai? Trời trong xanh ngắt như mặt biển. Ở trong các lầu các trên mặt đất có nhiều ô cửa nhỏ nhưng rất mơ hồ, khiến người ta không rõ tung tích, muốn nhìn cẩn thận nhưng lại càng mơ hồ. Trong một lầu các đó có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử này nhìn rất quen, rất quen. Nàng mím mím môi dưới, nhìn lên bầu trời giống như đang nhìn gì đó. Nàng là ai? Ta là ai? Một vùng đại địa mênh mông, bầu trời hôn ám, bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, giống như ở nơi này đã từng phát sinh một trận chiến tranh. Một nữ tử đang phi hành rất nhanh trên bầu trời. Thần sắc nàng kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, thi thoảng quay đầu nhìn lại. Ở phía sau nàng có một tu sĩ ánh mắt lộ vẻ dâm tà, không nhanh không chậm đuổi theo. Vào thời khắc nguy cấp nhất, nàng thấy ở trên mặt đất hình như có một nam tử quen thuộc. Nàng là ai? Hắn là ai? Ta là ai? Ở một địa phương sương mù như biển, trong một động phủ rất tầm thường, có một nam tử ngồi khoanh chân giống như đang ở thời điểm mấu chốt để kết đan. Nữ tử kia đứng ngoài động phủ, tâm thần dù run rẩy nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên định. Ở phía trước nàng có rất nhiều tu sĩ đang muốn triển khai thần thông phá vỡ trận pháp của động phủ này, xông vào bên trong. Nữ tử này cắn răng, không ngừng biến hóa trận pháp chống cự. Cho tới khi một tia khí lực cuối cùng của nàng đã dùng hết, thân thể mềm nhũn ra thì lại phát hiện có một lồng ngực ấm áp ôm lấy nàng. Ta mang nàng đi giết người. Giọng nói này giống như xuyên thấu trời cao, từ đó về sau nối tiếp tình cảm cả đời nàng. Nàng là ai? Hắn là ai? Ta là ai? Ở dưới bầu trời như sóng biếc, trong một tông môn quen thuộc mà xa lạ, nữ tử kia yên lặng ngồi trong lầu các đánh đàn, tiếng đàn yêu thương vang vọng trong thiên địa. Nàng giống như sắp phải lập gia đình. Chẳng qua trong lúc nàng đi ra khỏi lầu các, muốn đối mặt với tất cả thì một nam tử xuất hiện, dùng tu vi vô thượng đi tới trước mặt nàng. Nụ cười nhu hòa khiến nàng sững sờ đứng đó. Nàng muốn biết hắn là ai, nàng là ai, mà chính mình là ai. Ánh sáng rạng rỡ làm người ta ấm áp. Trong một sơn cốc u tĩnh có một gian nhà gỗ. Nơi này đầy vẻ ấm áp, truyền ra tiếng đàn vui sướng. Nữ tử kia vui sướng đánh đàn nhìn nam tử bên cạnh, tựa vào lòng hắn, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Nàng dường như rất hạnh phúc. Chẳng qua, nàng là ai? Nam tử kia là ai? Ta là ai? Muốn nhớ thêm một chút mà lại không thể nào nhớ ra nổi, giống như trong đầu mở mịt, hình như đã ngủ rất lâu, rất lâu. Mơ hồ, hình ảnh nhu tình kia xuất hiện một cái khe, chậm rãi sụp đổ, hóa thành một vùng thiên địa phong vân biến sắc. Nam tử kia ôm nữ tử vừa khóc vừa phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm thét ấy ẩn chứa sự thống khổ, ẩn chứa một lời hứa hẹn. Trời khiến nàng chết ta cũng sẽ cướp nàng về. Trong căn phòng xa hoa trong cung điện bên trong hoàng cung của đạo cổ Hoàng Thành, trên chiếc giường mềm mại có một nữ tử đang nằm. Tướng mạo nàng không đẹp tuyệt trần nhưng cũng rất dễ nhìn. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy, giống như gặp một cơn ác mộng, muốn dãy giụa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Khóe mi nàng có nước mắt chảy xuống không biết từ bao giờ, lăn theo gương mặt nàng, thấm đầm tấm trải giường trắng tinh. Trong mộng của nàng vẫn vang vọng tiếng gào tan nát cõi lòng kia. Đó là tiếng gào thét với trời cao, phản kháng vận mệnh, nghịch ý đối với thiên địa, đối với nhân sinh này. Tiếng nói này khiến nước mắt của nữ tử càng nhiều. Chẳng lẽ nàng không nghĩ ra nữ tử này là ai? Nam tử gào thét xé rách tâm thần kia là ai? Nàng muốn nhớ lại nhưng lúc này dường như ngay cả bản thân là ai nàng cũng không biết. Trong mộng của nàng mơ hồ nhìn thấy nam tử kia trong năm tháng mơ hồ đã xuất hiện bên cạnh một cái quan tài, vuốt ve quan tài, nhẹ nhàng áp mặt vào quan tài. Vẻ ôn nhu đó khiến nàng đau lòng. Nước mắt rơi lên quan tài làm trái tim nàng, làm nàng cảm thấy xúc động, muốn mở hai mắt, đi tới chạm nhẹ lên khuôn mặt nam tử này, lau đi giọt lệ trên khóe mắt hắn. Trong sự dãy giụa của nàng, tất cả mọi thứ trong mộng đều tổn hại. Nữ tử kia tiêu tán,
nam tử kia biến mất trong sương mù. Tất cả đều biến thành mơ hồ. Nàng mở hai mắt. Người tỉnh rồi. Một giọng nói nhu hòa truyền tới bên tai nàng. Nàng nhìn đầu giường UNHA tinh xảo, ánh mắt lộ vẻ mê man. Tất cả mọi thứ trong mộng dường như vẫn lờ mờ tồn tại, chỉ là nàng cũng cảm thấy mơ hồ rồi. Quay đầu, nàng nhìn về phía giọng nói kia, thấy một nam tử tóc dài mặc hoàng bào. Nam tử này dù đã trung niên nhưng cũng khá anh tuấn, có một khí chất rất cao quý đang mỉm cười nhìn nàng. Ngươi là ai? Ta là ai? Vẻ mê man trong mắt nữ tử này càng đậm, trong óc truyền tới sự đau đớn, ngăn cản nàng cổ nhớ lại. Hình như có một loại lực lượng vô hình khiến nàng không thể tìm được chính mình. Ta là đạo cổ Hoàng Tôn, là tồn tại chí cao vô thượng của đạo cổ nhất mạch. Ta là đại quân vương, mà ngươi tên là Tống Chí, đến từ thủy cổ nhất mạch, là hoàng hậu của ta. Nam tử kia mỉm cười, chậm rãi nói. Một luồng khí tức hoàng giả tràn ra từ thân thể hắn. Phu quân, trong nháy mắt khi hai từ này hiện lên trong đầu nàng, lập tức một thân ảnh khác hiện ra. Thân ảnh nọ đang ngẩng mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng rít gào thống khổ. Thân ảnh nọ ở cùng nàng một nơi, nghe nàng gảy tiếng đàn vui sướng. Thân ảnh nọ ôm nàng, nói lời nói bên tai nàng là mang nàng đi giết người. Thân ảnh nọ, mơ hồ, giống như muốn xếp chồng lên thân ảnh nam tử mặc hoàng bào này. Từ từ bọn họ chồng lên nhau. Chỉ là trong cảm nhận của nàng, chuyện này không hợp lý. Sau khi xếp chồng lên nhau liền tản ra, sự đau đớn trong đầu lại xuất hiện một lần nữa. Nữ tử nhắm hai mắt lại, trong đau đớn hôn mê đi. Nói cho ta biết chuyện này là vì sao? Sắc mặt nam tử mặc hoàng bào lập tức trở nên âm trầm, chậm rãi nói. Bệ hạ, Tống Hoàng hậu sau khi dung hợp hồn phách kia thì thân thể suy yếu. Hồn vốn có của nàng đã dung hợp với tàn hồn của bệ hạ đưa ra, cho nên lúc này mới có cảnh trí nhớ thác loạn. Nhưng việc này cũng không sao. Hoàng hậu chỉ nghỉ ngơi một thời gian là có thể từ từ khôi phục. Nhưng trí nhớ của nàng sẽ vẫn lẫn lộn, nhưng đó cũng là chuyện tốt. Bệ hạ có thể một lần nữa sắp xếp lại trí nhớ cho hoàng hậu, dần dần chiếm cứ đầu óc nàng, trở thành trí nhớ chính thức của nàng. Mà thân thể này rất thích hợp với hồn phách kia, có thể từ từ nuôi dưỡng, không cần mấy năm là có thể hoàn toàn dung hợp với hồn phách này. Tới lúc đó thì dù là thân thể chính thức của tàn hồn này cũng không có cách nào dung hợp nổi hồn này. Phía sau nam tử mặc hoàng bào xuất hiện một vùng sóng gợn. Một lão già hiện ra quỳ xuống mặt đất cung kính nói. Ngươi lui ra đi. Nam tử mặc hoàng bào chậm rãi nói. Lão già vội vàng cung kính vâng dạ, hóa thành một làn khói, tiêu tán trong phòng. Chỉ còn lại đạo cổ Hoàng Tôn và nữ tử kia mà thôi. Đạo cổ Hoàng Tôn ngồi bên cạnh nữ tử kia, nhìn nàng, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Quốc sư từng nói tàn hồn nọ có thể khiến ta trở thành cổ hoàng chính thức thống nhất tam tộc cổ. Quốc sư tính toán biến hóa cổ kim, lời nói tuyệt đối không sai. Như vậy lập nữ tử này thành hậu sẽ là cách tốt nhất để thưởng cho nàng rồi. Vừa thì thào, tay phải nam tử mặc hoàng bào vừa đưa lên vuốt ve mặt nữ tử đang hôn mê, sau đó cười rộ lên. Nữ tử này dù không đẹp nhưng lại có ý vị khác. Tàn hồn trong cơ thể nàng không biết quốc sư lấy từ nơi nào tới. Việc này quốc sư không nói rõ. Nhưng dù sao tàn hồn này khi còn sống cũng là một mỹ nhân. Nàng có lẽ có tình lữ của mình. Nói không chừng tình lữ của nàng sau khi nàng chết còn cực kỳ thống khổ. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn không thể biết nữ tử này hôm nay lại ở trong tay trẫm. Nếu có cơ hội biết tình lữ của nữ tử này khi còn sống là ai, để trẫm tận mắt thấy một lần thì cũng rất thú vị. Có lẽ đối phương đã chết từ lâu rồi, có thể chưa chết. Nếu có một ngày bọn họ gặp nhau thì không biết có thể nhận ra không. Nam tử mặc hoàng bào càng tươi cười nhiều hơn. Chấm rất chờ mong, nhưng nghĩ lại thì chắc không có ngày này đâu. Nam tử mặc hoàng bào kia vuốt ve khuôn mặt nàng, vuốt một cái nhưng lại để lại dấu vết trên mặt nữ tử này. Thân thể nữ tử run lên, giống như trong hôn mê cũng vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Khóe mắt đang nhắm lại có nước mắt chảy xuống.
Nếu không phải là vì trước khi sắc phong hoàng hậu phải bảo trì thân xử nữ thì trẫm đúng là rất muốn biến nàng thành phụ nhân lúc này. Nhưng việc này cũng không vội. Sau lúc sắc phong, trẫm sẽ nhấm nháp thật kỹ một chút, cảm nhận sự tuyệt vời khi tàn hồn kia dung thể. Nam tử mặc hoàng bào vừa mỉm cười vừa đứng dậy, vung tay áo đi ra khỏi phòng. Đồng thời khi nước mắt nữ tử này chảy xuống, Vương Lâm ở dưới Cổ Đạo Sơn đang ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, hai mắt lộ hàn quang. Cổ Đạo Đại Thiên Tôn hiển nhiên không tán thành hắn, nhưng Vương Lâm hắn cũng không tán thành cổ tộc. Cả cổ tộc hắn chỉ kính trọng duy nhất Huyền La. Nếu không có Huyền La thì Vương Lâm tuyệt đối sẽ không tới đây. 300. Hình dáng Đại Thiên Tôn chi dương màu đen trắng phía sau Vương Lâm tỏa sáng vạn trượng. Trong ánh sáng này, Vương Lâm cất bước, bỗng nhiên bước một bước đi lên. Một bước này cũng không phải là một bậc thang mà là mười mấy bậc. Trong tích tắc khi bước chân hạ xuống, Vương Lâm đã đứng ở bậc thang thứ 39. Một luồng lực lượng mênh mông từ đỉnh núi ầm ầm đè xuống, giáng xuống thân thể Vương Lâm, khiến thân thể hắn sững lại, giống như bị vô số ngọn núi đè lên người vậy. Trong mắt hắn, bậc thang thông lên đỉnh núi này cũng trở nên vặn vẹo, giống như có tính mạng, như một con dao long đang uốn mình vậy. Hừ lạnh một tiếng, Đại Thiên Tôn chi dương phía sau Vương Lâm lại càng phát sáng mạnh mẽ, che phủ cả bầu trời. Trong phong vân biến sắc, hắn lại bước ra một bước nữa, nhảy về phía trước. 42 bậc, 57, 69, 83, tiếng ầm vang bên tai Vương Lâm không ngừng. Hắn chống cự áp lực vô cùng, dứt khoát đạp lên 99 bậc thang, chân phải giơ lên, hung hăng đạp lên bậc thứ 100. Bước chân rơi xuống, thiên địa ầm vang, cả cổ đạo sơn giống như chấn động. Uy áp cường đại chợt ập tới thân thể Vương Lâm, khiến tâm thần hắn chấn động, khóe miệng tràn máu tươi. Luồng uy áp này tới từ ngọn núi này, tới từ Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Các bạn đang nghe truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2012, ngàn năm một thuở. 1110 bậc trên núi này, mỗi 100 bậc là một thành tu vi của bổn tôn. Từ cổ chí kim trong tất cả những đại thiên tôn, không người nào dưới ý chí của bổn tôn có thể bước được 600 bậc. Người nhiều nhất chính là một đại thiên tôn của tiên tộc năm đó tên là Đông Lâm. Hắn thất bại ở bậc thứ 600, sau khi để lại một vật, bổn tôn đã cho hắn rời khỏi. Về phần ngươi, hãy để cho bổn tôn xem ngươi có thể bước được bao nhiêu bậc. Một thanh âm tang thương lạnh lùng vang lên giữa thiên địa ngay khi Vương Lâm bước lên được 100 bậc đầu tiên. Theo thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy trên những bậc thang thông lên tới đỉnh núi ở phía trước Vương Lâm như thể hóa thành một con dao long. Bỗng nhiên hiện lộ ra hình thể, không ngờ chính là một con dao long thật sự. Con dao long này toàn thân đen kịt, hiện ra giữa thiên địa, trong tiếng gào thét làm nổi lên một trận cuồng phong, lao thẳng tới Vương Lâm. Tinh khí ập tới mật, mang theo một mùi hôi thổi theo gió bay đến, như muốn ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Xuất hiện ở trên 100 bậc thang đầu tiên này, trong nháy mắt, con dao long này tới gần, hai mắt Vương Lâm lóe lên. Lúc này mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng không hề lùi bước, mà ngẩng đầu lên, bỗng nhiên giơ tay phải lên, chụp một cái vào hư không. Hình dáng Đại Thiên Tôn ở phía sau kia lập tức lùi lại một chút. Từng trận hào quang hắc bạch ngưng tụ ở trên tay phải Vương Lâm, hình thành một cảnh tượng quỷ dị. Chỉ thấy tay phải Vương Lâm, lòng bàn tay thì màu trắng, lưng bàn tay thì màu đen. Ngay khi con dao long nuốt tới, một chưởng ấn về phía ngoài, va chạm với con dao long kia. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang vọng kinh thiên. Thân thể con dao long kia chấn động, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái đầu khổng lồ lập tức vỡ tan. Sự vỡ tan này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tràn ngập toàn thân con dao long. Trong nháy mắt, toàn thân con dao long này hoàn toàn tan rã, hóa thành cho bụi, tiêu tan giữa thiên địa. Cùng lúc đó, những bậc thang dẫn lên đỉnh núi không còn vặn vẹo nữa, mà khôi phục lại như thường. Dường như cảnh tượng ở trước mặt Vương Lâm chỉ là ảo giác mà thôi.
Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi con dao long kia tàn vỡ, tay phải của hắn cũng tiêu tan, như thể biến mất vào trong hư không. Nhưng rất nhanh, trong đám hắc khí lượn lở, lại một lần nữa hình thành một cánh tay mới. Nhưng chân phải của hắn trong khi tay phải va chạm với con dao long, giống như thân thể bị vô số ngọn núi tấn công. Dưới sức mạnh này, chân phải hắn giơ lên, chuẩn bị bước xuống bậc thang thứ 99 ở phía sau. Một khi bước xuống, sẽ thể hiện là hắn không đi quá được 100 bậc. Ngay khi chân phải mắt thấy chuẩn bị hạ xuống, Vương Lâm phát ra một tiếng giống. Thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dựa vào thân thể cổ tộc cố gắng chịu đựng sức mạnh này. Chân phải hắn mạnh mẽ đổi hướng, trong lúc giơ lên bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng đó không phải bậc thứ 99, mà là bậc thứ 100. Vương Lâm hít sâu, hắn mơ hồ cảm nhận được dường như ở bên trong thân thể mình sau khi bước lên bậc thứ 100, tu vi của tiên tộc và sức mạnh của cổ tộc như đã có dấu hiệu dung hợp. Hiện tượng này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm giơ chân lên, lại bước tới. Tốc độ của hắn không nhanh, mỗi một lần chỉ có 10 bậc. Nhưng mỗi khi hạ chân xuống đều khiến cho cổ đạo sơn này phát ra tiếng ầm vang. Từ sau bậc thứ 100, trên ngọn núi này, uy áp của cổ đạo Đại Thiên Tôn bảo tăng lên gấp đôi. Dưới uy áp này, thân thể Vương Lâm dường như không thể chịu nổi. Khi đi tới bậc thứ 150, thân thể hắn trở nên run rẩy, không thể không dừng lại ở chỗ này. Trên đỉnh núi, ở trên tầng tháp cao nhất, Huyền La nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Hắn đã có quyết định, một khi Vương Lâm thất bại, chính mình sẽ liều mạng dù mạo phạm cổ đạo Đại Thiên Tôn cũng phải đem hắn đi. Hắn là do ta đưa tới, là vì ta mà đi tới cổ tộc, ta nhất định phải mang hắn rời khỏi. Huyền La trầm mặc, hắn không thể đi qua 200 bậc. Huyền La, đệ tử này của ngươi hay là để lại đây đi. Bên trong sương mù đằng sau Huyền La, một thân ảnh nhìn không rõ hình dáng truyền ra lời nói lạnh như băng. Nhưng không đợi Huyền La nói lại, Vương Lâm ở trên bậc thang, trong tiếng gầm nhẹ, ở phía sau hắn hình ảnh mặt trời của Đại Thiên Tôn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bỗng nhiên co rút lại. Trong khi nó co rút lại, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, bước tới từng bước, đứng ở trên bậc thang thứ 160. Hắn không hề dừng lại, lại một lần nữa bước tới. Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía sau hắn không ngừng thu nhỏ lại, giống như hóa thành một sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm bước lên được bậc thứ 170, 180, 190. Cuối cùng, khi Đại Thiên Tôn Chi Dương đã thu nhỏ lại tới cực hạn, ngay khi nó hoàn toàn biến mất, chân Vương Lâm đã bước lên bậc thang thứ 200. Ngay khi hắn hạ chân xuống, trong ngọn tháp trên đỉnh núi, thân ảnh bên trong sương mù thở nhẹ ra một tiếng. Huyền La kia hai mắt sáng ngời, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Thiêu đốt Đại Thiên Tôn Chi Dương, đổi lấy khí lực để bước lên bậc thứ 200, đó cũng là một cách. Nhưng 100 bậc cuối cùng này hắn sẽ làm thế nào để vượt qua? Thân ảnh mơ hồ kia chậm rãi mở miệng. Trên bậc thang của cổ đạo sơn, ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thang thứ 200, trên 4 cây cột lớn xung quanh ngọn tháp trên đỉnh núi, trong 4 người đang khoanh chân ngồi, một người mặc áo xám trên cây cột phía bắc bỗng nhiên mở đôi mắt thủy chung vẫn nhắm. Bên trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu xám, thân thể người này nhoáng lên một cái, lập tức biến mất hoàn toàn. Lúc hiện ra hắn đã ở trên những bậc thang này, cất bước đi về phía Vương Lâm. Hắn vung tay áo, giơ tay phải lên, trên mặt không có một biểu hiện gì, giống như là đang đeo một mặt nạ ra người. Khi hắn tới, liền điểm một chỉ về phía Vương Lâm. Một chỉ này hạ xuống, thiên địa biến hóa, dường như trong chớp mắt, trời cao bị phá thùng một lỗ, khiến cho mặt đất run rẩy, cổ đạo sơn chấn động. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Trong mắt hắn, một chỉ này có thể so với Đại Thiên Tôn. Người áo xám như là mang mặt nạ này không ngờ lại có sức mạnh của Đại Thiên Tôn. Người này là ai? Vương Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, một chỉ kia đã tới, lao thẳng tới mi tâm hắn. Nếu bị một chỉ này điểm trúng, thì cho dù Vương Lâm có thân thể của cổ tộc cũng không thể chịu. Được, nhất định sẽ hình thần câu diệt. Trong lúc nguy cơ,
sức mạnh của Đại Thiên Tôn Chi Dương mà Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể trong quá trình hắn đi từ bậc 150 tới bậc 200 từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Thậm chí Vương Lâm còn vận chuyển tu vi trong cơ thể, bổn nguyên hiện lộ ra, còn có 99 hư ảnh hiện ra bên ngoài thân thể. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía một chỉ kia bỗng nhiên đánh một quyền. Một quyền này xuất ra, ở phía Vương Lâm xuất hiện hư ảnh của đạo cổ, cổ thần, cổ yêu, cổ ma, đồng loạt đánh ra một quyền. Thậm chí trên không trung phía trên hư ảnh đạo cổ còn xuất hiện hào quang màu vàng. Hào quang này hình dáng mơ hồ, nhưng tản mát ra tiên khí tinh thuần, còn có sức mạnh cổ tộc lượn lờ, cũng tạo thành một quyền. Trên thân thể Vương Lâm lúc này còn tản mát ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí này toát ra vẻ sát lục và điên cuồng, còn có lôi đình tồn tại, tạo thành một quyền sát lục lôi đình theo đó đánh ra. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng trên đạo cổ sơn, vang khắp thiên địa, truyền khắp bốn phía. Một chỉ của người áo xám kia sụp đổ, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đứng ở nơi đó không hề cử động, chỉ liếc nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý. Rồi sau đó xoay người đi lên đỉnh núi. Khi biến mất khỏi tầm mắt, Vương Lâm lại xuất hiện trên cây cột lớn ở phía bắc ngọn tháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lại nhắm mắt lại. Khóe miệng Vương Lâm phun ra máu tươi, hư ảnh đạo cổ phía sau tiêu tan. Kế cả hào quang màu vàng tản mát ra tiên khí tinh thuần kia cũng theo đó mà tan đi. Hắn hít thở dồn dập, nhưng đứng vững ở trên bậc thứ 200 này. Ngay khi đứng vững được, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cổ tộc trong cơ thể, tu vi tiên lực với một phương thức kỳ dị đang dần dần dung hợp khiến cho hắn không thể tưởng tượng được. Sự dung hợp này dưới uy áp trên cổ đạo sơn bị cưỡng ép, ngưng tụ lại với nhau. Thiên tôn của tiên tộc cũng được, mà dược thiên tôn cũng được, đều không thể bước lên đạo cổ sơn của bổn tôn. Chỉ có đại thiên tôn mới có thể, ngươi có thể bước lên bậc thứ 200, đã sơ bộ có được sức mạnh của đại thiên tôn. Tiếp tục đi lên đi, để bổn tôn xem ngươi có thể đi lên bậc thang thứ 300 được không? Thanh âm lạnh lùng trong khi Vương Lâm đang thở dốc lại vang lên. Cổ đạo đại thiên tôn, hắn là đệ tử của ta. Tiếng gầm nhẹ của Huyền La từ trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng từ trong ngọn tháp trên đỉnh núi nhanh chóng bay tới, ở bên cạnh Vương Lâm hóa thành Huyền La. Hắn là do ta mang tới, ta muốn đưa hắn đi. Cổ đạo đại thiên tôn, Huyền La ta sống vì đạo cổ nhất mạch, chưa bao giờ lo cho được mất của bản thân. Từ xưa tới nay Huyền La ta chưa bao giờ có bất cứ một câu oán hận nào, một lòng vì cổ tộc ta. Nhưng hôm nay, Huyền La khẩn cầu cổ đạo đại thiên tôn, hãy để ta dẫn đệ tử của ta đi. Huyền La ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi kia, nói ra từng chữ một, trong giọng nói lộ ra một sự quyết tâm. Đỉnh núi yên lặng, hồi lâu sau, thanh âm lạnh lùng kia dường như có một chút hòa hoãn. Huyền La, năm đó khi ngươi mới trở thành đại thiên tôn, bổn tôn từng đề xuất muốn nhận ngươi làm đệ tử, theo bổn tôn ở lại trên đạo cổ sơn này. Vì ngươi muốn bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch nên không muốn quanh năm ở nơi này, cho nên đã cự tuyệt. Ngươi bảo vệ đạo cổ nhất mạch, tất cả mọi chuyện từ xưa tới nay bổn tôn đều nhìn thấy rõ. Đây là lần đầu tiên ngươi khẩn cầu, bổn tôn đồng ý, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Thần sắc Huyền La lộ ra vẻ phức tạp, hắn hướng về phía ngọn tháp trên đỉnh núi vái một cái, chuẩn bị mang Vương Lâm đang suy yếu rời khỏi. Sư tôn đệ tử còn có thể. Vương Lâm hít sâu, đứng thẳng người lên. Ngươi, ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn, uy áp trên những bậc thang của đạo cổ sơn này là nơi tu luyện tốt nhất cho đệ tử. Đệ tử muốn tiếp tục đi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định. Sau khi vái Huyền La một cái, hắn bỗng nhiên xoay người bước lên bậc thứ 201. Ngay khi chân hắn hạ xuống, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng vang không thể chịu đựng nổi, nhưng hai mắt hắn lại cực kỳ sáng ngời. Sức mạnh cổ tộc trong cơ thể ta tồn tại nhờ huyết mạch, tu vi của tiên tộc kia tồn tại nhờ bổn nguyên, nhưng hai loại này lại thủy chung không thể dung hợp. Năm đó, ở trong động phủ giới ta đã từng cố gắng dung hợp, nhưng lại thất bại. Hai loại lực lượng này không hòa hợp chỉ có thể phân tán ra ở trong cơ thể ta.
Nhưng lúc này, ở nơi không có chỗ nào có thể tốt hơn này, ta có thể dung hợp được tiên cổ. Cổ đạo Đại Thiên Tôn là đương kim đệ nhất nhân của tiên cương. Uy áp của hắn chính là sự trợ giúp tốt nhất cho sự dung hợp tiên cổ. Vương Lâm rất muốn bước trên những bậc thang này, vì trong 200 bậc thang trước hắn cảm nhận được cơ hội khiến cho mình có thể dung hợp được tiên cổ. Đối với hắn mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2013, Cửu Khúc Tam Tướng 1. Thấy thần sắc Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, ánh mắt Huyền La sững lại nhưng không nói gì mà nhìn Vương Lâm đi về phía bậc thang thứ 201. Uy áp truyền tới từ trên cổ đạo sơn trong nháy mắt khi Vương Lâm đạp một bước này lên bậc thang lại ầm ầm ập tới, hình thành một luồng uy áp không cách nào hình dung nổi, đánh lên thân thể Vương Lâm. Lực lượng uy áp sau 200 bậc thang chênh lệch vô cùng lớn, nếu trước chỉ mãnh liệt như sóng dữ, khiến Vương Lâm sau khi dùng tất cả khí lực thiêu đốt hình dáng Đại Thiên Tôn Chi Dương xong thì có thể cắn răng đi qua. Lúc này lực lượng đó đã không còn là sóng dữ mãnh liệt mà là cả biển cả điên cuồng ầm vang trên người Vương Lâm. Chỉ một bước nhưng lại khiến sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Thân thể hắn phát ra tiếng răng rắc như không thể chịu nổi, giống như xương cốt bị đè ép, huyết nhục bị xé rách, nguyên thần sắp tan vỡ, linh hồn cũng bị xóa đi. Hắn giống như một chiếc thuyền đơn độc trên mặt biển, đối mặt với lực lượng của cả biển cả rộng lớn, yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng Vương Lâm không lùi bước, dù là tiến bước cũng sẽ có nguy cơ lớn lao nhưng hắn vẫn không muốn, không cam lòng bỏ cuộc như trước. Đây là cơ duyên ngàn năm một thuở của hắn. Đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng của hắn sau khi dung hợp tiên cổ thất bại lần trước. Mà một khi hắn bỏ cuộc thì chẳng những đánh mất cơ hội dung hợp tiên cổ mà lại càng khiến một trái tim cường giả của Vương Lâm từ nay về sau có bóng ma. Sợ hãi đối với cổ đạo Đại Thiên Tôn, sợ hãi sự cường đại không thể chống lại của hắn. Loại cảm giác này nếu kéo dài thì đối với Vương Lâm sẽ là một loại thương tổn rất lớn. Cổ đạo Đại Thiên Tôn, 300 bậc thang này ta nhất định phải đi qua. Thần sắc Vương Lâm vặn vẹo, thân thể thống khổ từ trong ra ngoài khiến hắn muốn ngửa mặt lên trời giống to nhưng lại bị hắn nhịn lại. Biến lực lượng của tiếng giống này trở thành lực lượng trong cơ thể, bước tiếp bước thứ hai. Trong tích tắc khi bước ra bước thứ hai này, trong đầu Vương Lâm ầm vang, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng, tu vi bổn nguyên của tiên tộc trong thân thể và lực lượng cổ tộc vào giờ khắc này bị luồng uy áp mạnh mẽ này khiến không ngừng dung hợp. Nhưng trong lúc dung hợp cũng có lực lượng bài xích kinh người truyền ra. Nếu không phải lúc này Vương Lâm đang thừa nhận uy áp tới từ cổ đạo sơn thì hắn nhất định không có cách nào ngăn cản được lực lượng bài xích này, khiến cho sự dung hợp tiên cổ lại thất bại một lần nữa. Nhưng lúc này uy áp từ cổ đạo áp chế Vương Lâm lại có tác dụng lớn. Vương Lâm vừa giãy giụa vừa bước ra bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thân thể hắn dù run rẩy nhưng thân hình không cao lớn của hắn lại bộc lộ ra vẻ cứng cỏi kinh người. Sự cứng cỏi này chống đỡ sống lưng hắn khiến hắn có thể bất luận vào lúc đối mặt với kẻ nào cũng có thể ngẩng đầu. Bước thứ bảy, bước thứ tám, Vương Lâm bước lên trên bậc thang thứ 208. Trên mặt hắn đầy gân xanh, thân thể vang lên tiếng lạch cạch giống như xương cốt đang cọ sát với nhau vây. Nhưng trong hai mắt hắn lại vẫn lộ ra vẻ vĩnh viễn không bỏ cuộc như trước. Hắn cảm nhận được tiên cổ lực trong cơ thể mình lúc này dưới uy áp này đã nhanh chóng dung hợp. Hình như có chút bất đồng, cổ thể là bên ngoài, tu vi ở bên trong, dung hợp trong một thân thể. Vương Lâm bỗng nhiên giơ bước bước tiếp bước thứ 9, thứ 10, đạp lên bậc thang thứ 211. Trong tích tắc khi bước chân hắn đạp xuống, tu vi bổn nguyên và cổ tộc lực trong cơ thể hắn lại không ngừng dung hợp. Dưới uy áp càng ngày càng kịch liệt của ngoại giới mà rốt cục đã dung hợp ra một tia. Một tia lực lượng dung hợp này xuất hiện là tiên cổ giao hòa. Nó là tiên lực nhưng cũng là cổ lực, cũng là lực lượng thuộc về bản thân Vương Lâm.
Trong nháy mắt khi lực lượng này xuất hiện, cả bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến Huyền La khiếp sợ, khiến thân ảnh trong sương mù trên đỉnh tháp cũng phải mở to mắt ra nhìn cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời. Trên không trung lúc này, trong thời gian ngắn liền từ màu xanh biếc chuyển thành màu vàng kim. Cả bầu trời màu vàng kim lộ ra ánh sáng vàng vô tận, bao phủ tám phương, lại càng nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài. Trong nháy mắt, bầu trời trong phạm vi 10 vạn dặm hoàn toàn trở thành màu vàng. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy bầu trời màu vàng này, vô cùng kinh tâm động phách. Màu vàng kim này không phải do thần thông mà thành, không phải là do pháp thuật. Trên mặt đất của cổ tộc thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện thứ thần thông pháp thuật như vậy. Nó giống như là cảnh tượng tự nhiên vậy. Cảnh tượng này xuất hiện khiến cho Huyền La ngẩng phắt đầu, đồng tử trong hai mắt bất ngờ cũng phản chiếu ánh sáng màu vàng trên bầu trời. Bầu trời màu vàng, mặt đất cổ tộc là màu đen. Nhưng màu đen này vào thời khắc này lại càng không ngừng đậm hơn. Cả mặt đất, cả núi non trên mặt đất, toàn bộ đều trở thành màu đen vô tận. Màu đen đó khiến người ta nhìn lại tâm thần run lên. Đây là đệ nhất tượng trong cửu khúc tam tướng, kim thiên hắc địa. Huyền La hít sâu một hơi. Cửu khúc tam tướng là thiên địa dị tượng khi tiên tổ và cổ tổ sinh ra. Trong đó cửu khúc là của cổ, tam tướng là tiên. Từ cổ chí kim, trừ khi cổ tổ và tiên tổ sinh ra chưa bao giờ nó từng xuất hiện trong đời. Nhưng hôm nay, trên cổ đạo sơn này, kim thiên hắc địa tỏa ra vẻ quỷ dị không nói lên lời, khiến cho bốn phía trong nháy mắt này trở lên yên tĩnh. Dường như Vương Lâm không nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một tín niệm, đó là đi tới bậc thang thứ 300. Trong quá trình này làm cho mình có thể dung hợp tiên cổ nhiều hơn. Trong tích tắc khi kim thiên hắc địa xuất hiện, chân phải Vương Lâm giơ lên bước lên bậc thang thứ 211. Uy áp trên cổ đạo sơn ầm vang, khiến thân thể Vương Lâm giống như nặng hơn vô số lần. Nhưng hắn lại không chút do dự mà bước tiếp một lần nữa. Bước thứ 11, 12, 13, 14, cho tới bước thứ 19. Mỗi một bước hạ xuống, thân thể Vương Lâm đều run rẩy, cực kỳ suy yếu, thậm chí nguyên thần và linh hồn cũng run rẩy dưới uy áp này, mơ hồ không thể thừa nhận. Trong nháy mắt khi bước lên bậc thang thứ 219, thân thể Vương Lâm ầm một tiếng liền sụp đổ. Nhưng trong nháy mắt khi sụp, hắn lại hóa thành vô số sợi tơ đen. Tơ đen kia tản ra, dùng tốc độ cực nhanh dung hợp lại, một lần nữa biến thành thân ảnh Vương Lâm. Hắn đã không tiếc vận dụng lực lượng sát lục, khiến thân thể mình mạnh mẽ dung hợp. Chỉ cần nguyên thần của hắn không tan vỡ, linh hồn chưa chết thì hắn còn có thể tiến hành loại dung hợp này nhiều lần. Chỉ là dưới uy áp, loại dung hợp này mặc dù có thể dùng ngàn lần vạn lần nhưng càng bước tiếp thì lại càng khó khăn. Bởi nguyên thần và linh hồn hắn cũng sẽ tử vong dưới uy áp này. Nhưng loại uy áp uy hiếp tới tính mạng này lại là lực lượng tốt nhất khiến tiên cổ dung hợp. Trong sự dung hợp không ngừng, Vương Lâm phát ra một tiếng giống kinh thiên. Hắn giơ chân dứt khoát bước lên bậc thang thứ 220. Tiếng bùng bùng điên cuồng vang vọng trong thiên địa. Trong chớp mắt khi Vương Lâm hạ xuống một bước này, thân thể hắn sụp đổ mấy chục lần hóa thành hắc khí. Cuối cùng sau khi ngưng tụ lại thành thân thể một lần nữa, rốt cục cũng đạt được lên bậc thang, đứng vững vàng ở đó. Khi hắn đứng vững tại đó, kim thiên hắc địa vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Giọng nói này lúc đầu còn không rõ ràng nhưng rất nhanh liền vang vọng trên bầu trời màu vàng kim và mặt đất màu đen này, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cẩn thận nghe thật kỹ sẽ thấy đó là tiếng gió, nhưng quỷ dị là ở nơi này vốn không có gió. Không có gió nhưng lại nghe thấy tiếng gió nức nở vang vọng, giống như là tiếng nhạc vọng từ trời cao. Chẳng qua trong tích tắc khi phong khúc này vang lên, thần sắc Huyền La liền biến đổi. Bốn người áo xám ngồi ở bốn cây cột bốn phía tháp cao trên đỉnh núi đồng thời mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc vốn từ vạn cổ bất động lúc này có biến hóa. Còn thân ảnh trong sương mù trên tầng đỉnh tháp cao khi thiên kim hắc địa xuất hiện đã mở mắt, lúc này trầm mặc trong chốc lát liền thì thào nói: "Thương khung phong khúc, cửu khúc đệ nhất âm."
tiên cổ lực dung hợp xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm vừa nhiều lên một tia. Tia lực lượng này không lưu chuyển trong cơ thể mà yên lặng xuống, từ từ theo tiên cổ không ngừng dung hợp mà chậm rãi lớn mạnh lên. Nhưng Vương Lâm có thể cảm nhận được luồng lực lượng này ẩn chứa thứ hắn nhìn không thấu, nhưng rõ ràng vượt qua cả tiên cổ. Đây là lực lượng hắn khát khao dung hợp, đây là thất bại đầy tiếc nuối của hắn năm đó. Hắn nghe được tiếng gió kia, tiếng động này vẫn vang vọng trong thiên địa, giống như ca tụng, giống như nói năng. Chẳng qua Vương Lâm không nghe rõ lời nói trong tiếng gió, giống như tiếng thì thào sâu bên trong thiên nghịch châu, hắn không thể nghe ra. Trong trầm mặc, thân thể Vương Lâm mệt mỏi nhưng vẫn bước ra một bước, cắn răng tiến về phía cổ đạo sơn nhìn như xa xôi kia. Từ bậc thang thứ 220 đi lên, hầu như mỗi lần lại đi ra hai bước. Thân thể Vương Lâm đã không chịu nổi, hóa thành những sợi tơ đen rồi lại ngưng tụ lại. Chẳng qua nguyên thần của hắn, linh hồn của hắn cũng đã dần dần không thể kiên trì được nữa, giống như cũng sắp tới cực hạn của tính mạng hắn vậy. Một bước, một bước, một bước. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên bậc thang thứ 230, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này rơi lên bậc thang nhìn mà giật mình. Chẳng qua hầu như trong tích tắc khi máu tươi rơi xuống, tiếng gió trên trời cao, vang vọng trong thiên địa lại có thêm một âm thanh thứ hai. Đó là tiếng sấm. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng tám phương. Tiếng sấm giống như gầm nhẹ, ẩn chứa vận ý không thể nói lên lời đang không ngừng vang động, giống như một khúc thiên đạo lôi âm. Lôi âm vang vọng dung hợp với phong khúc. Phong lôi liên tục khiến kim thiên hắc địa này như có vạn mã bôn. Đằng, lúc cổ tổ sinh ra có cửu khúc đi kèm. Nếu cửu khúc có thể xuất hiện toàn bộ, hợp với nhau thì cổ tổ liền sinh ra. Theo một lời đồn từ xa xưa, lúc tiên cương đại lục đồng thời xuất hiện cửu khúc tam tướng thì kẻ kế thừa của cổ tổ và tiên tổ sẽ xuất hiện. Huyền La nhìn Vương Lâm, nhìn đệ tử của chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu. Ta đã từng chứng kiến trên người hắn ở trong động phủ giới. Có ngân mục, theo lời đồn truyền lưu trên tiên cương đại lục. Sẽ là hắn sao? Ánh mắt Huyền La hoảng hốt. Chuyện tình xuất hiện lúc này khiến hắn rất khó tin nổi. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2014, Cửu khúc tam tướng 2. Cửu khúc tam tướng, khúc thứ nhất là thương khung phong khúc. Khúc thứ hai là thiên đạo lôi âm. Khúc thứ ba kia là phàm trần vân địch. Trong phàm trần vân địch này, từ trên không trung màu hoàng kim chậm rãi xuất hiện những đám mây màu trắng từ từ trôi đi, truyền vào trong tâm thần, có thể khiến cho người ta trầm tĩnh lại, như thể muốn thiếp đi. Ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thứ 240, trong thiên địa vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo này rất tuyệt diệu, không giống như là sinh linh có thể thổi ra mà là do những đám mây ở trong gió, bị gió thổi xuyên qua. Trên những đám mây xuất hiện vô số những lỗ nhỏ phát nó dung hợp với phong khúc kia, tạo nên một khúc nhạc cực kỳ tuyệt vời giữa thiên địa. Còn có tiếng sấm kia giống như là tiếng trống, dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Thanh âm này khiến cho người ta si mê. Huyền La đắm chìm trong khúc nhạc của gió này, yên lặng nhắm hai mắt lại. Trên bốn cây cột lớn xung quanh ngọn tháp kia, bốn người mặc áo xám cũng yên lặng lắng nghe khúc nhạc. Thần sắc lộ ra vẻ phiền muộn và hồi ức. Còn thân ảnh trong đám sương mù trên đỉnh tháp khi nghe thấy khúc nhạc này liền truyền ra một tiếng thở dài. Vương Lâm đứng trên bậc thứ 240 vẫn không nhúc nhích, hắn đang nghe khúc nhạc do gió, mây và sấm tạo nên này. Khúc nhạc này truyền vào trong lòng hắn khiến cho nguyên thần, linh hồn hắn như được sưởi ấm, dần dần được chữa trị. Tất cả thương thế ở trong ngoài thân thể khi hắn bước lên trong khúc nhạc này cũng khôi phục lại như thường, giống như kỳ tích. Sức mạnh tiên cổ sau khi được dung hợp trong cơ thể hắn lại nhiều thêm một chút, nhưng vẫn chưa vận chuyển chút nào, vẫn yên lặng ở đó. Hồi lâu sau, trong mắt Vương Lâm lóe lên hào quang. Dưới khúc nhạc này, hắn chậm rãi giơ chân lên, hướng về phía trước bước xuống một bước. Thần sắc Vương Lâm không hề dữ tợn nữa, mà hoàn toàn bình tĩnh. Hai mắt hắn không hề có tơ máu, mà trong sự tỉnh táo,
bước tới từng bước một. Kim thiên là ánh sáng, hắc địa là đường. Lôi âm là trống, phong khúc là giai điệu, còn có vân địch phụ họa vờn quanh Vương Lâm, khiến cho bước chân của hắn vững vàng ung dung trên những bậc thang này đi tới bậc thứ 250. Ngay khi chân hắn hạ xuống, giữa kim thiên hắc địa kia, trong khúc nhạc phong lôi vân, lập tức có thêm một âm thanh. Âm thanh này chính là tiếng mưa rơi rào rào, dường như nước mưa từ 9 tầng mây rơi lên mặt đất. Tiếng mưa rơi rào rào vang vọng trong thiên địa, hòa quyện với vân địch, khiến cho khúc nhạc này lại càng thêm tuyệt vời, mơ hồ giống như là vạn vật đang hồi sinh, bộc phát ra sức sống mãnh liệt. Huyền La ở phía sau mở hai mắt, hắn nhìn Vương Lâm, hít một hơi thật sâu. Với tu vi của hắn, với thân phận của hắn không nên có sự biến hóa thần sắc quá khiếp sợ như vậy. Nhưng hiện giờ cũng vì Vương Lâm đã dẫn động ra bốn trong cửu khúc, nên tâm thần đã lập tức nổi lên sóng lớn. Cổ đạo Đại Thiên Tôn, người không thừa nhận sự tồn tại của hắn, nhưng hiện giờ, không biết người nghĩ như thế nào. Cũng có lẽ, đệ tử của ta, Vương Lâm có được hồn huyết, hắn không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Ánh mắt Huyền La lướt qua những bậc thang mà Vương Lâm đang đi, nhìn lên ngọn tháp trên đỉnh cổ đạo Sơn, yên lặng thầm nghĩ. Trên đỉnh tháp vẫn trầm mặc như cũ, thân ảnh bên trong sương mù kia sau một tiếng thở dài lúc trước liền nhắm hai mắt lại. Giống như đang chìm đắm trong khúc nhạc, khuôn mặt ẩn dưới làn sương mù dường như có vẻ buồn bã và hồi ức. Vương Lâm dừng lại ở trên bậc thứ 250, sau khi nghe thấy tiếng mưa rơi kia, đắm chìm trong giây lát, rồi lại bước tới. Trên bậc thang thứ 260, Vương Lâm nghe thấy thanh âm của không trung. Thanh âm này rất huyền diệu, không trung vốn không có tiếng động, nhưng lúc này lại mơ hồ có một giọng ngân nga nhẹ nhàng. Giống như là một giọng ngâm từ trên không trung truyền tới, cùng với khúc nhạc thương khung phong khúc, thiên đạo lôi âm, phàm trần vân địch, vạn vật nhuận vũ kia hòa trộn vào nhau. Ngay khi khúc này xuất hiện, một chút sức mạnh tiên cổ được dung hợp dưới uy áp của Đại Cổ Sơn trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên đang yên lặng chậm rãi có dấu hiệu vận chuyển. Nhưng tốc độ vận chuyển không nhanh, không biết phải cần thời gian bao nhiêu lâu mới có thể tạo thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm không lo lắng, hiện giờ dưới năm trong số cửu khúc, cả trong ngoài thân thể hắn đều rất ấm áp, dường như tồn tại một sức mạnh vô tận. Vì sự tồn tại của sức mạnh này, một giọt hồn huyết của cổ tổ trong cơ thể Vương Lâm dần dần có dấu hiệu hòa tan. Hồn huyết này lúc trước là Huyền La muốn khẩn cầu cổ đạo Đại Thiên Tôn ra tay, khiến cho huyết mạch thức tỉnh, nhưng đã bị cự tuyệt. Vương Lâm yên lặng bước về phía trước, lần lượt đi lên những bậc thang. Khi bước chân của hắn dẫm lên bậc thứ 270, tất cả bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên hòa tan. Trong khoảnh khắc này, trong cơ thể Vương Lâm đã không còn bản nguyên nữa, nhưng hai mắt hắn lại lóe lên hào quang màu bạc. Dưới hào quang này, hai tròng mắt của hắn đã biến thành màu bạc, thoạt nhìn, không có chút tình cảm nào, lạnh lùng như băng, thậm chí ngay cả đồng tử màu đen cũng biến thành màu bạc. Ngay khi hai mắt màu bạc này hiện ra, từ trên người Vương Lâm tản mát ra một khí tức không nói nên lời. Khí tức này chính là khí tức khiến cho tất cả sinh linh phải câu diệt mà Huyền La cảm nhận được trong động phủ giới năm đó. Sau khi khí tức này xuất hiện, ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ phức tạp. Trong cửu khúc tam tướng, ngân mục là thứ cố định, cửu khúc của cổ tổ có thể thay đổi. Tướng thứ hai trong cửu khúc tam tướng chính là đôi mắt này trên bốn cây cột quanh tháp. Bốn người mặc áo xám lần lượt thu lại ánh mắt nhìn lên bầu trời, lại ngưng tụ lên người Vương Lâm. Bọn họ nhìn ánh bạc trong mắt Vương Lâm, hai mắt lộ ra vẻ mê man. Trong sự mê man này lộ ra một vẻ trống rỗng, giống như bị hút lấy tâm thần. Như thể hai mắt màu bạc kia có một sức hút kỳ dị đối với họ. Còn thân ảnh trong đám sương mù trên đỉnh tháp sau một hồi trầm mặc, truyền ra một lời nói vang vọng trong thiên địa. Cửu khúc tam tướng, trên người ngươi đã xuất hiện ngũ khúc nhị tướng. Đi lên tiếp đi, nếu ngươi có thể đi lên tới bậc 300, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh hồn huyết, cũng sẽ triệu kiến ngươi. Thanh âm này vẫn lạnh lùng như trước. Vương Lâm đứng trên bậc thang thứ 270,
đối với thanh âm lạnh lùng kia không có bất cứ một sự đáp lại nào, mà giơ chân lên lại tiếp tục bước tới. Khi hắn đi lên tới bậc 280, sức mạnh cổ tộc trong cơ thể Vương Lâm lập tức hòa tan. Theo nó hòa tan, ngoài ngũ khúc trong không trung kia lập tức lại xuất hiện thêm một khúc. Khúc này chính là khúc nhạc của đại địa, mặt đất màu đen truyền ra táng âm thê lương. Táng âm kia không biết vang lên như thế nào, nhưng rõ ràng là từ trên mặt đất truyền ra. Khúc nhạc đau thương này giống như đại biểu cho sự chôn cất người đã tử vong, hòa vào âm thanh của không trung kia như biểu hiện cho sự sống và cái chết, dung hợp với thanh âm của phong vân lôi vũ tạo thành một khúc hợp xướng tuyệt vời. Cửu khúc tam tướng ta cũng đã từng nghe nói qua. Xem ra hiện giờ đã xuất hiện lục khúc nhị tướng. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm cảm nhận được tu vi bản nguyên cùng với sức mạnh cổ tộc lần lượt hòa tan, biến mất ở bên trong cơ thể. Nhưng cũng không phải chúng mất đi, mà dung nhập sâu vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được, sau khi tiên cổ dung hợp đã xuất hiện một sức mạnh mới. Sức mạnh này còn đang vận chuyển, nhưng vẫn chậm rãi như trước. Có lẽ phải tới mấy chục năm nữa mới có thể vận chuyển được một vòng tuần hoàn. Hắn yên lặng giơ chân lên, nhờ vào uy áp tới từ cổ đạo sơn bước lên bậc thang thứ 281, từng bước đi lên. Ngay khi hắn đứng trên bậc thứ 290, hắn cảm nhận được rõ ràng tốc độ vận chuyển trong cơ thể đã nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được dấu hiệu tồn tại của bản nguyên và sức mạnh cổ tộc đã tiêu tan bên trong cơ thể. Hai sức mạnh này tồn tại ở bên trong nguyên thần và lục phủ ngũ tạng của hắn. Tồn tại bên trong nguyên thần là bản nguyên, tồn tại trong lục phủ ngũ tạng là sức mạnh cổ tộc. Chúng như thể đã dung hợp với nhau, lại không giống như dung hợp, nhưng so với trạng thái của Vương Lâm lúc trước đã khác rất nhiều. Ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thứ 290, trong lục khúc giữa thiên địa bỗng nhiên lại có thêm một khúc. Khúc này người ngoài không nghe thấy được, chỉ có Vương Lâm mới có thể nghe thấy, đó chính là thanh âm do thân thể của bản thân phát ra. Thanh âm này chính là nhược thể âm, là thanh âm vang lên mỗi khi hắn ngẩng đầu, vung tay, mỗi khi hắn giơ chân, thậm chí mỗi khi hắn hô hấp, mỗi khi lông tóc trên làn da hắn co duỗi. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng lúc này lại dung hợp với những thanh âm giữa thiên địa, ngưng tụ ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, hóa thành một thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra. Đây là khúc thứ 7 sao? Sau khi Vương Lâm nghe một lát, liền ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra hào quang sáng ngời, nhìn chằm chằm đỉnh tháp trên cổ đạo sơn. Người từng nói Vương Mỗ không thể đi lên được 300 bậc thang sao? Vương Lâm giơ chân lên, bước tới từng bước, vượt qua 10 bậc thang cuối cùng, bước lên bậc thứ 300. Ngay khi hắn đứng lên chỗ này, chỉ thấy trên 4 cây cột ở bên ngoài ngọn tháp trên đỉnh núi có hai người mặc áo xám, hai mắt đang mê man và trống rỗng bỗng bị hàn quang thay thế, như khôi phục lại thần trí. Đồng thời với hàn quang lóe lên, thân thể bọn họ nhoáng lên một cái, nhất tề lao ra. Ở giữa không trung hai thân ảnh chồng lên nhau, bất ngờ hóa thành một người, sau đó như một đạo thiểm điện lao thẳng tới Vương Lâm. Ngay khi họ tới gần, liền đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa một đám sương mù màu xám. Đám sương kia lộ ra một hình bóng cái đầu rất lớn, mang theo một vẻ điên cuồng, phát ra một tiếng gào thét vô thanh, lao thẳng tới Vương Lâm. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra. Thanh âm này giống như là tiếng tim đập, là khúc thứ 8 do lục phủ ngũ tạng của Vương Lâm tạo thành vào lúc này. Ngũ tạng khúc, phổi co bóp, tim đập, lá lách rung động, gan run rẩy, thận vận chuyển, sau khi dung hợp lại với nhau, tạo nên ngũ tạng khúc này. Khúc này sau khi hòa vào thanh âm trong cơ thể hắn, dung hợp với phong vân lôi vũ, nối liền với khúc thiên địa sinh tử, liền bộc phát ra khúc thứ 8. Trong khi khúc thứ 8 vang vọng, sức mạnh cổ tộc trong lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm khuếch tán ra, trong nháy mắt dung nhập vào trong máu thịt của Vương Lâm. Cùng lúc đó bản nguyên lực trong nguyên thần của hắn cũng theo đó chuyển động, tràn ngập tất cả kinh mạch bên trong cơ thể Vương Lâm. Sau khi hai luồng sức mạnh này tản ra, rồi lại ngưng lại ở bên trong cơ thể, lần đầu tiên lấy thân thể Vương Lâm làm trung tâm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hóa thành một sức mạnh tiên cổ dung hợp.
Trước kia phải cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành một vòng tuần hoàn, nhưng hiện giờ đã tăng lên tới một tốc độ không thể tưởng tượng được, trong nháy mắt đã vận chuyển được một vòng. Sức mạnh không thuộc về tiên, cũng không thuộc về cổ này sau khi hoàn thành một vòng tuần hoàn, hóa thành một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm. Cút ngay! Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2015, yêu cầu tới từ Hoàng Cung. Tiếng động không lớn, không kinh thiên động địa, nhưng không ngờ trong nháy mắt lại truyền ra từ trên người Vương Lâm. Một luồng uy áp chẳng hề kém so với cổ đạo sơn phát tán ra. Luồng uy áp này đủ để khiến thần sắc tất cả mọi người cảm thụ được phải đại biến, động dung khiếp sợ. Phải biết rằng uy áp của cổ đạo sơn đến từ cổ đạo đại thiên tôn, cường giả đệ nhất tiên cương. Nhưng hôm nay uy áp lan ra từ trong thân thể Vương Lâm lại có thể so sánh với cổ đạo sơn. Loại chuyện này có hàm nghĩa khiến người ta phải hoảng sợ. Theo hai tiếng này âm vang, cả cổ đạo sơn kịch liệt chấn động, bụi đất bay lên giống như cả ngọn núi sắp sửa sụp đổ. Đầu lâu màu xám do một quyền của hai người áo xám chồng chất lên nhau hóa thành ở phía trước Vương Lâm ba trượng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Đầu lâu đó như bị cuồng phong quét ngang, dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà tiêu tán, hóa thành hư vô. Đồng thời một quyền do thân ảnh hai người áo xám kia hợp thành cũng vỡ vụn cả cốt nhục, ầm ầm sụp đổ. Trong khi sụp đổ, thân ảnh bọn họ giống như bị một lực lượng trùng kích, lập tức bị cuốn đi, ở trong không trung lại hóa thành hai người một. Lần nữa, sau đó đồng loạt phun máu tươi, khuôn mặt như nước giếng cổ không dao động lúc này lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hai người bọn họ sau khi phun máu tươi, thân thể vẫn không thể không lui lại phía sau. Bị lực lượng một tiếng giống của Vương Lâm đẩy xa ra ngàn trượng. Cổ đạo sơn trong tiếng ầm vang, từ trong tháp cao trên đỉnh núi, một bàn tay đen kịt ngập trời biến ảo ra, đón gió lớn lên. Trong nháy mắt liền hóa thành khoảng trăm trượng, giống như một ngọn ngũ chỉ sơn ầm ầm đè xuống phía Vương Lâm. Ngũ chỉ sơn nọ va chạm với tiếng gầm ẩn chứa uy áp do lực lượng không phải tiên, không phải cổ vận chuyển tuần hoàn trong người Vương Lâm hình thành. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, ngọn ngũ chỉ sơn màu đen kia chấn động kịch liệt, bị cuốn đi, biến mất trên bầu trời. Vương Lâm bị lực lượng chấn động thân thể, lực lượng dung hợp kỳ dị trong cơ thể cũng bị chia lìa. Bản nguyên và lực lượng cổ tộc trở lại vị trí ban đầu. Luồng lực lượng tiên cổ dung hợp đã bắt đầu vận chuyển tuần hoàn vòng thứ hai trong cơ thể Vương Lâm, chẳng qua tốc độ đã chậm lại, giống như cần phải mất 10 năm mới vận chuyển xong vòng tuần hoàn này. Huyền La ở phía sau thấy cảnh tượng này phải hít sâu một hơi. Ở trong tháp cao kia, sau khi trầm mặc nửa ngày, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đi lên đi, bổn tôn sẽ thức tỉnh hồn huyết cho ngươi. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, đứng ở bậc thang thứ 300, không nói gì mà mở miệng, cất bước đi về phía trước một bước, bước chân hạ xuống trên bậc thang thứ 301. Trong tích tắc này, giọt hồn huyết trong cơ thể hắn chợt bị hòa tan, biến mất trong cơ thể hắn, hoàn toàn dung hợp với thân thể. Hắn đã không cần cổ đạo đại thiên tôn ra tay cũng có thể khiến hồn huyết dung hợp hoàn mỹ trong thân thể, huyết mạch truyền thừa cũng dần dần thể hiện ra. Đứng nơi đó, Vương Lâm trầm mặc, hướng về phía đỉnh cổ đạo sơn ôm quyền vái một cái. Đa tạ cổ đạo đại thiên tôn đã giúp cho. Vương Lâm cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn lúc này có chênh lệch rất lớn so với cổ đạo đại thiên tôn. Dù cổ đạo đã từng nói sau 300 bậc thang sẽ cho hắn rời đi, nhưng Vương Lâm vẫn chôn chặt bất mãn của hắn đối với cổ đạo trong lòng, vái đối phương một cái. Huống hồ còn có thể khiến tiên cổ dung hợp trong thân thể, một vái này chính là dành cho uy áp mà cổ đạo đại thiên tôn ban tặng. Có lẽ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, có lẽ đây lại là ý định của cổ đạo đại thiên tôn. Nhưng dù là thế nào thì Vương Lâm cũng hiểu rõ, cổ đạo đại thiên tôn thân là cường giả đệ nhất tiên cương đại lục. Vương Lâm lại vái hắn lần thứ hai. Ngươi yên tâm, bổn tôn đã từng nói. Ngươi nếu vượt qua được 300 bậc thì sẽ cho ngươi rời đi. Hôm nay ngươi đã vượt qua, xuống núi đi thôi.
Một hồi lâu, từ trên tháp cao kia truyền ra giọng nói lạnh lùng của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Lời nói này cách lời nói trước một khoảng thời gian, giống như Cổ Đạo Đại Thiên Tôn này còn trầm tư vậy. Vương Lâm không nói gì mà xoay người đi về phía chân núi, đi tới trước người Huyền La. Hắn thấy bên ngoài thân thể Huyền La mơ hồ đã thu hồi dao động. Hiển nhiên là nếu vừa rồi Cổ Đạo nuốt lời thì Huyền La sẽ ra tay. Sư Tôn, Vương Lâm nói khẽ. Hành động của Huyền La khiến trong lòng Vương Lâm đối với cổ tộc đã có một khe ngăn cách nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Đi thôi. Huyền La nhìn Vương Lâm thật sâu một cái, ẩn giấu chấn động về cửu khúc tam tướng, vung tay áo lên cuốn lấy Vương Lâm, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên bầu trời. Cho tới khi hai người hắn biến mất, hai người áo xám bị thương trên Cổ Đạo Sơn mới trở lại trên cây cột, phức tạp nhìn về phía xa xa, lại một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống. Hồi lâu từ trong tháp cao truyền ra tiếng thở dài. Thân ảnh trong sương mù trên tầng đỉnh tháp đứng lên, bên ngoài thân thể vẫn có sương mù bao phủ, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt giống như nhìn về hướng Huyền La và Vương Lâm ở phía xa xa. Huyền La mang theo Vương Lâm sau mấy ngày liền về tới đạo cổ Hoàng Thành, tiến vào ngọn núi phía sau đạo cổ điện, vào nhà gỗ của Vương Lâm, ở lại đó một thời gian. Đối với cảnh tượng chỗ Cổ Đạo, Huyền La cũng không hỏi tới. Vương Lâm không giải thích, coi như việc đó chưa từng phát sinh. Huyền La cũng giấu trong lòng, theo thời gian một tháng dần dần giống như tan thành mây khói. Trong một tháng này, Vương Lâm bế quan đả tọa trong nhà gỗ. Chuyến đi này của hắn lên Cổ Đạo Sơn đã đi qua rất nhiều địa phương, hấp thu rất nhiều bản nguyên, khiến bản nguyên lực của Hằng Nhạc Sơn cũng tăng trưởng không ít. Tu vi có tiến bộ. Bản nguyên lực và cổ tộc lực trong cơ thể hắn trong một tháng này giống như trở lại vị trí cũ. Bản nguyên ngưng tụ ra chân thân như trước, cổ tộc lực cũng hóa thành 27 tinh điểm ở mi tâm và hai mắt. Nhìn vẫn tầm thường như vậy nhưng chỉ có mình Vương Lâm biết lúc này hắn chỉ cần động tâm niệm một cái liền khiến tiên cổ trong nháy mắt dung hợp. Hóa thành lực lượng bộc phát ngắn ngủi. Uy áp trong lực lượng nọ có thể so với Cổ Đạo Sơn. Theo sự tăng trưởng của tu vi bản nguyên và cổ tộc lực, sự dung hợp ngắn ngủi đó sẽ kéo dài ngày càng lâu, lực lượng bộc phát ra ngày càng mạnh. Cho tới một ngày khi hoàn toàn dung hợp thì không phải chỉ có thể dung hợp ngắn ngủi như hiện tại mà hắn có thể được lực lượng như Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Lúc này trong thân thể hắn có một luồng lực lượng tiên cổ sau khi dung hợp vẫn đang chậm rãi chuyển động, còn rất lâu mới hoàn thành vòng tuần hoàn thứ hai. Một ngày nọ, Vương Lâm dừng đả tọa, mở hai mắt, trong mắt lóe sáng, tay phải giơ lên. Phía trước hắn liền xuất hiện một cái ống tròn. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở ra. Trong ống chỉ có một chút chất lỏng tỏa. Ra mộc bản nguyên lực tinh thuần. Lấy một giọt ra, Vương Lâm dung nhập vào bên trong thân thể. Một giọt chất lỏng lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, mộc bản nguyên trong thân thể Vương Lâm điên cuồng tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Ba ngày sau Vương Lâm lại dung nhập một giọt nữa, khiến mộc bản nguyên trong cơ thể đã rất nhanh tiến tới trình độ chân thân. Lại qua thêm nửa tháng, tất cả chất lỏng trong ống này đều đã bị Vương Lâm hấp thu. Sau đó Vương Lâm ngồi xuống đả tọa, lập tức thân thể xuất hiện hình ảnh chồng lên. Chỉ thấy ngũ hành chân thân chợt nhoáng lên. Đứng trước người Vương Lâm, sắc mặt ngũ hành chân thân như thường, đứng trước mặt Vương Lâm, thân thể tỏa ra ánh sáng không màu, trong đó ánh sáng đại biểu cho mộc bản nguyên và kim bản nguyên hơi lờ mờ. Không sáng bằng ba màu sắc khác nhưng dần dần màu đại biểu cho một bản nguyên càng ngày càng sáng như ngọc. Cho tới mấy ngày sau, ánh sáng đại biểu cho mộc bản nguyên bất ngờ đạt tới trình độ như ba đạo bản nguyên thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành chân thân nhoáng lên, từ trong đó phân ra làm bốn đạo thân ảnh và một quầng sáng. Bốn thân ảnh vừa xuất hiện, ngoài tam đại bản nguyên là thủy, hỏa, thổ tam đại bản nguyên, bất ngờ lại có thêm một người. Đó chính là mộc bản nguyên chân thân của Vương Lâm. Ở giữa bốn bản nguyên chân thân này chính là một quầng sáng màu vàng. Đó là kim bản nguyên, nó còn chưa ngưng tụ ra chân thân. Vương Lâm mở hai mắt nhìn về phía quầng sáng màu vàng, thần sắc lộ vẻ chần chừ. Một lát sau ánh mắt hắn lộ vẻ quyết đoán,
tay phải giơ lên. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một mảnh nhỏ màu vàng. Mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của Thiên Không Thành, là vật Vương Lâm đoạt được trên phố dài tại tổ thành tiên tộc. Trước kia hắn cũng chưa luyện hóa, dung hợp hoàn toàn, lúc này lấy ra, phối hợp với rất nhiều kim bản nguyên lực mà hắn được Huyền La chỉ dẫn trong mấy tháng qua, muốn chúng dung hợp làm một, khiến ngũ hành chân thân tiến tới trình độ đại viên mãn cuối cùng. Một khi kim bản nguyên ngưng tụ ra chân thân thì uy lực của ngũ hành chân thân sẽ tăng vọt. Đồng thời cũng có thể nghiệm chứng phân tích và suy đoán của Vương Lâm khi còn ở trên biển mênh mông khi đi tới cổ tộc. Ngũ hành chân thân của ta đại thành, nếu tu vi của ta có thể gia tăng thì chứng tỏ suy đoán của ta là đúng. Vương Lâm không hề do dự nữa, há mồm phun ra một luồng khí màu vàng, bao phủ lấy mảnh vỡ của Thiên Không Thành, sau đó dung hợp với quầng sáng màu vàng của kim bản nguyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã lại qua một tháng. Từ khi Vương Lâm và Huyền La trở về đạo cổ Hoàng Thành, lúc này đã qua 2 tháng rưỡi. Trong những ngày này, Vương Lâm vẫn luôn ngồi trong nhà gỗ, không bước ra ngoài nửa bước. Huyền La đã từng tới 2 lần, ở bên ngoài nhà gỗ trầm tư một chút, biết Vương Lâm đang ngưng tụ bản nguyên, không có gì nguy hiểm liền xoay người rời đi. Vào sáng sớm một ngày nọ, vào lúc ánh mắt trời đầu tiên trên không phủ xuống mặt đất, vuốt ve sơn cốc như đào viên này. Một ngọc giản từ đạo cổ điện nhanh chóng bay về phía này, vờn quanh nhà gỗ vài vòng, cuối cùng rơi trên thảm cỏ phía trước nhà gỗ, nằm đó bất động. Nhưng một lát sau, ngọc giản run lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong nhà gỗ, bị Vương Lâm thần sắc bình tĩnh đang ngồi khoanh chân dùng 2 ngón tay kẹp lấy. Thần thức hắn đảo qua ngọc giản một cái. Đây là một ngọc giản truyền âm, lời nói bên trong không nhiều, chỉ đưa ra một yêu cầu. 10 ngày sau đạo cổ Hoàng Tôn tổ chức đại lễ phong hậu. Thần sắc Vương Lâm như thường, thu hồi thần thức từ trong ngọc giản nọ. Ngọc giản này là từ Hoàng Cung của đạo cổ đưa tới, yêu cầu Vương Lâm tham gia đại lễ này. Ngọc giản này có thể được đưa tới đây, hiển nhiên Sư Tôn đã đồng ý. Như vậy thì xem ra đại lễ này đối với đạo cổ nhất mạch rất quan trọng rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Đạo cổ Hoàng Tôn này tuyển phi mấy trăm năm, hôm nay rốt cục lựa chọn được một vị sắc phong làm hoàng hậu. Ta nên đi hay không đây? Vương Lâm lúc này dung hợp kim bản nguyên tới mức mấu chốt. Hắn cũng không muốn tham gia cái lễ phong hậu gì đó này. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2016, một chỉ của cổ tổ. Buông ngọc giản trong tay ra, Vương Lâm không để ý tới việc này nữa. Lúc này việc tu luyện hiện giờ của hắn đối với hắn mà nói, so với đại lễ phong hậu gì đó của đạo cổ Hoàng Tôn kia vẫn quan trọng hơn. Chân thân của kim bản nguyên hẳn là mấy ngày nữa mới có thể ngưng tụ ra, đến lúc đó thì toàn bộ ngũ hành sẽ trở thành chân thân. Sau khi dung hợp lại với nhau sẽ có thể chứng minh xem suy đoán lúc trước của ta có thành công hay không. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chần chừ, hắn mơ hồ có chút lo lắng. Nếu sau khi ngũ hành chân thân này hoàn chỉnh mà tu vi của hắn vẫn là không kiếp hậu kỳ như trước, thì suy đoán của hắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, thì Vương Lâm không thể không tạm thời bỏ qua phương thức ngưng tụ chân thân cho những bản nguyên còn lại, mà phải cảm ngộ được hư bản nguyên thứ tư sau sinh tử, nhân quả, chân giả. Chỉ là hư bản nguyên này vốn là một thứ mơ hồ, hoàn toàn nhờ vào cơ duyên mới có thể minh ngộ. Có lẽ mấy năm đã có thể đạt được, nhưng cũng có lẽ cả ngàn năm sau cũng vẫn không thể có một manh mối nào. Chuyện như vậy khiến cho Vương Lâm chần chừ nhìn đám hào quang bị vây trong lớp sương mù lơ lửng ở phía trước người, dần dần lộ ra một vẻ mong đợi. Hồi lâu sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, thu ánh mắt đang nhìn đám hào quang kia lại. Việc này hắn đã làm tới cực hạn, tu vi có thể đề cao hay không vài ngày sau sẽ có đáp án. Hai mắt hắn chớp chớp một chút. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, rồi vung tay áo lên. Lập tức trên mặt đất trong căn nhà gỗ này lóe lên hào quang, xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này chậm rãi chuyển động, nhưng không truyền ra tiếng động nào,
Từ ngoài nhìn vào không thấy một chút ánh sáng nào khuếch tán ra. Đứng dậy bước vào trong trận pháp này, thân ảnh Vương Lâm biến mất trong đó. Trong lòng đất ở phía dưới trận pháp, ở sâu bên dưới căn nhà gỗ hàng vạn trượng có một động phủ rất lớn được mở ra ở giữa bùn đất. Động phủ này xuất hiện chưa lâu là do Vương Lâm vào ngày thứ năm bế quan bên trong căn nhà gỗ này ngưng cổ ra. Động phủ này rộng chừng mấy trăm trượng, bên trong có hai đạo hào quang hắc bạch bao phủ. Ở trung tâm của hào quang không ngờ còn có một mặt trời trắng đen lơ lửng. Mặc dù nó mới chỉ có hình dáng, nhưng đây là Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm. Dưới Đại Thiên Tôn Chi Dương này bất ngờ còn có một cái đầu to 10 trượng, không có mắt, không có tai. Trên thiên linh có một cái khe rất sâu. Cái đầu này chính là đầu của tiên tổ. Ở xung quanh động phủ Vương Lâm bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế. Với tu vi của hắn hiện giờ, những cấm chế này có uy lực cực kỳ hùng mạnh. Đừng nói là thiên tôn, cho dù là dược thiên tôn cũng không có hy vọng xông vào. Thậm chí là đại thiên tôn, nếu không xem xét cẩn thận, cũng rất khó phát hiện ra. Vì lực lượng tạo thành cấm chế ở nơi này chính là sức mạnh dung hợp không phải tiên cũng không phải cổ trong cơ thể Vương Lâm. Sức mạnh này bị hắn rút ra một tia, dung hợp với cấm chế ở nơi này nên mới có thể có được uy lực cường đại như vậy. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở bên cạnh đầu của tiên tổ, nhìn cái đầu này. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nơi này là do hắn đích thân mở ra, chính là để nuôi dưỡng Đại Thiên Tôn Chi Dương của bản thân. Dựa theo phân tích của hắn, nếu Đại Thiên Tôn Chi Dương này của mình có thể hoàn toàn dung hòa được cái đầu của tiên tổ kia, thì mặt trời này sẽ thực chất hóa một cách hoàn chỉnh. Ngồi xuống trước cái đầu của tiên tổ, Vương Lâm há miệng phun ra một đám thanh khí. Đám thanh khí này bay thẳng tới cái đầu kia, chui vào trong thất khiếu khiến cho cái đầu tiên tổ bỗng nhiên chấn động, tản mát ra rất nhiều kim quang. Nhưng kim quang này trong lúc lan ra lập tức bị Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía trên hấp thụ, hóa thành ánh sáng trắng đen, nuôi dưỡng mặt trời này. Thời gian gần 3 tháng này, Đại Thiên Tôn Chi Dương kia vẫn liên tục hấp thụ. Nhưng cái đầu của tiên tổ sao có thể được luyện hóa dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể hoàn toàn dung hợp. Nửa ngày sau, Vương Lâm đang khoanh chân mở hai mắt, giơ tay phải lên túm một vào hư không, lập tức có một màu vàng tối khuếch tán ra ở trong lòng bàn tay hắn. Trong ánh sáng này chỉ thấy một linh hồn suy yếu, nhắm hai mắt, bị Vương Lâm nắm chặt trong tay. Thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại. Hết sức ngưng trọng. Linh hồn suy yếu kia chính là Tiên Hoàng Liên Đạo Chân. Linh hồn của Tiên Hoàng này lúc trước bị Vương Lâm bắt được, hiện giờ vô cùng thê thảm. Ở trong tay Vương Lâm thỉnh thoảng lại run lên, muốn mở hai mắt, nhưng như thể là không có khí lực. Nhưng ở trên người hắn lại có một luồng tiên khí kinh người vờn quanh. Nhất là dưới luồng tiên khí này còn có một uy áp từ trên linh hồn này tản ra, có thể khiến cho bất cứ cao thủ nào sau khi cảm nhận được, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là uy áp của Đại Thiên Tôn. Uy áp này mặc dù thuộc về Đại Thiên Tôn, nhưng tiên khí từ trên linh hồn này tản ra lại không tinh thuần, mà cực kỳ hỗn tạp, mơ hồ lộ ra một cảm giác lụi bại. Dường như linh hồn này hiện giờ trong khi đang nhắm mắt, phải chịu đựng một sự thống khổ rất lớn. Sức mạnh của chớ thuật mạnh thật, Vương Lâm thì thào tự nói. Trên thân thể linh hồn tiên hoàng có phong ấn do Vương Lâm liên tục hạ xuống, phối hợp tu vi của hắn với sức mạnh linh hồn của bản thân tiên hoàng. Nhưng vẫn không thể trừ bỏ được chớ thuật này, chỉ có thể duy trì sự thăng bằng khiến cho linh hồn này không bị tiêu tan. Vốn muốn định mượn uy áp của linh hồn này cưỡng ép hòa tan sức mạnh tiên cổ ở trong cơ thể ta, nhưng hiện giờ xem ra cũng không cần nữa. Nhưng linh hồn này dù sao cũng là của tiên hoàng, đối với ta còn có tác dụng rất lớn. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn Chi Dương ở phía trước. Đáng tiếc là sức mạnh của chớ thuật quá mạnh mẽ. Nếu có thể trừ được, có lẽ sẽ có thể đem linh hồn của người này dung nhập vào trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta, lấy hồn của hắn làm vật dẫn. Có thể sẽ cưỡng ép nuốt được cái đầu của tiên tổ kia. Vương Lâm giơ tay trái sờ cằm, sau khi trầm ngâm một lát, mắt hắn chợt lóe lên, tay trái bấm quyết, điểm một chỉ lên linh hồn tiên hoàng ở trong tay phải. Một chỉ này hạ xuống,
Linh hồn tiên hoàng kia lập tức run lên, hé miệng phát ra một tiếng thét vô thanh, chấn động bốn phía, cấm chế trong động phủ này lập tức lóe lên. Ánh mắt Vương Lâm có chút ngưng trọng, tay trái của hắn điểm lên đầu linh hồn tiên hoàng, hồi lâu sau, trong khi chậm rãi giơ lên. Chỉ thấy một tia khí xám từ trong linh hồn của tiên hoàng bị rút ra, hóa thành một sợi tơ dài, bị Vương Lâm chậm rãi rút ra từng chút một. Khi tay trái của hắn hoàn toàn nhấc lên, sợi tơ màu xám kia lượn lở quanh đầu ngón tay của Vương Lâm, bỗng nhiên hóa thành một hư ảnh màu xám giống như là ác quỷ, mở cái miệng đầy máu, lao thẳng tới nuốt ngón tay Vương Lâm. Nhưng ngay khi nó lao tới nuốt, hai mắt Vương Lâm lập tức sững lại, đồng tử của hắn biến thành màu bạc, ngân quang lóe lên, chiếu lên hư ảnh ác quỷ kia. Lập tức thân thể hư ảnh này run lên, giống như là đang sợ hãi, thân thể co rút lại, sau khi thu nhỏ lại hơn phân nửa. Bị tay trái Vương Lâm túm lấy, hung hăng vuốt một cái, đám khí xám kia tan thành mây khói. Trên trán Vương Lâm toát mồ hôi, ngân quang trong hai mắt tiêu tan, lộ vẻ cười khổ. Tiên cổ dung hợp trong thời gian ngắn có thể xua tan sức mạnh của chớ thuật này. Nhưng với tu vi của ta hiện giờ không thể kiên trì được lâu, không thể một lần trừ hết được tất cả chớ thuật. Vương Lâm nhìn linh hồn tiên hoàng trong tay phải. Sức mạnh chớ thuật trong cơ thể linh hồn này vừa rồi bị rút ra một tia, nhưng hiện giờ lại một lần nữa sinh ra. Than nhẹ một tiếng, tay phải Vương Lâm khẽ lật, linh hồn tiên hoàng ở trong tay bị hắn thu lại. Hắn ngồi ở đó, trầm ngâm hồi lâu, rồi lại thở dài. Xem ra phải chờ sau khi tu vi cao hơn một chút, thời gian dung hợp nhiều hơn, uy lực phát huy được phải lớn hơn nữa, mới có thể trừ được chớ thuật trên linh hồn này, từ đó dung nhập vào trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta. Hơn nữa thuật này rất quỷ dị, thân phận tiên hoàng lại đặc biệt, không tiện tìm sư tôn Huyền La trợ giúp. Bản thân Vương Lâm vẫn có một vài bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, với thói quen của hắn không muốn cho bất cứ người nào biết được. Thu lại linh hồn của tiên hoàng, tay phải Vương Lâm vung lên hư không, chỉ thấy một ngọc giản hiện ra. Ngọc giản này chính là do Kế Đô hoàng tử tặng cho, bên trong ẩn chứa sức mạnh một chỉ của cổ tổ. Ngọc giản này sau khi có được trước đây Vương Lâm cũng đã từng nghiên cứu, nhưng cũng không thể hiểu được, hình như có một tầng ngăn cách, khiến cho hắn không thể nhìn rõ, chỉ có thể coi vật này là một thần thông chỉ có thể dùng một lần. Nhưng hiện giờ hắn đã hòa tan được giọt hồn huyết trong cơ thể, trong đầu cũng có thêm được một vài ký ức. Những ký ức này rất hỗn tạp, hắn có thể cảm thấy chúng tồn tại, nhưng không có cách nào lật giờ để xem. Hiện nhiên là do hồn huyết không được nhiều lắm. Cầm ngọc giản, Vương Lâm ngưng thần nhìn. Bên trong ngọc giản kia có một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này thân thể lấp loáng, giống như đang tồn tại ở trong một thiên địa cũng mơ hồ. Theo thân thể hắn lấp loáng, thiên địa này cũng biến mất. Ảo ảnh rất đơn giản, nhưng vì nó mơ hồ nên rất khó hiểu được. Trước đây Vương Lâm đã nhìn qua mấy lần, nhưng cũng như thế này. Lúc này nhìn lại vẫn giống như trước, nhưng hắn lại không hề nổi nóng, mà nhắm hai mắt lại, sau khi trầm mặc một hồi lại mở mạnh ra. Chỉ thấy trong hai mắt hắn lại xuất hiện ngân quang. Ngân quang kia chiếm toàn bộ mắt hắn, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình. Với ngân mục này, Vương Lâm lại nhìn vào ngọc giản trong tay. Ngay khi ánh mắt hắn nhìn vào, trong ngọc giản này lập tức xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Nhưng ngay khi thân ảnh mơ hồ này xuất hiện, trong đầu Vương Lâm, vì sau khi hoàn toàn dung hợp hồn huyết, có nhiều mảnh ký ức không thể lật giờ mà chỉ có thể cảm nhận được, lập tức có vài mảnh bỗng nhiên nối liền lại với nhau, hiện ra ở trong đầu Vương Lâm. Đó là một nam tử mặc quần áo màu xám. Nam tử này có mái tóc dài, dung nhan của hắn không ngờ chính là pho tượng trong hoàng thành của đạo cổ, cũng chính là cổ tổ. Tay trái của hắn chấp ở sau lưng, lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ ra một vẻ khinh miệt và coi thường, như thể cao ngạo tới cực điểm. Bầu trời mà hắn đang nhìn có một đám những điểm đen gào thét lao tới. Sau khi tới gần, những điểm đen này rõ ràng là một đám mãnh thú kỳ dị. Những hung thú này có đầu người, nhưng thân thể lại là sư tử, lại chỉ có hai chi,
hai chi sau như bị thoái hóa biến thành giống như là đuôi cá. Trong khi bay tới, chúng phát ra tiếng giống chói tai. Nhất là con thú cường tráng nhất dẫn đầu còn tản mát ra một khí tức cường hãn gần bằng với Đại Thiên Tôn, nhưng vẫn còn kém một chút. Nhưng nam tử áo xám này lại nhìn một cách khinh miệt, giơ tay phải lên, hướng về phía trước tung một chỉ. Một chỉ này hạ xuống, thiên địa chấn động. Chỉ thấy trong phạm vi 10 vạn dặm quanh chỗ của những con thú kia giống như bị chia cắt, trên dưới mạnh mẽ ép vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, thiên địa bị tách ra kia trong lúc ép lại, tất cả mãnh thú đều bị nát bấy. Rắc một tiếng, ngọc giản trong tay Vương Lâm xuất hiện một cái khe, chia làm hai nửa. Từ trong tay Vương Lâm rơi xuống, ngay khi chạm xuống mặt đất liền hóa thành từng mảnh. Vương Lâm tỉnh lại, màu bạc trong mắt tiêu tan, nhưng trong hai mắt lại có tinh quang chớp động. Một chỉ của cổ tổ hay lắm. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2017, Phong khởi đạo cổ. Một chỉ này không phải thi triển thần thông, mà câu thông thiên địa, cũng có thể nói là điều khiến lực lượng của thiên địa. Nó không phải công kích đám mãnh thú quỷ dị kia mà công kích vùng thiên địa chúng tồn tại. Xé mở một vùng thiên địa, lấy một chỉ làm lực lượng bức áp, khiến thiên địa sụp đổ đè ép. Đám mãnh thú đó chẳng qua là bị mang theo mà thôi. Vương Lâm vừa thì thào tay phải giơ lên nhìn vào chính ngón tay của mình, chậm rãi điểm về phía trước. Nhưng cánh tay của hắn chỉ di động cực kỳ thong thả, giống như phía trước có tầng tầng ngăn cách vô hình, ngăn cản hắn điểm ra giống như cổ tổ. Nửa ngày sau Vương Lâm thu hồi ngón tay, không thử nữa mà cúi đầu trầm ngâm. Từ thuật này có thể thấy được cổ tổ mạnh tới mức nào, đó là một loại cảnh giới khác. Nhưng trong đầu ta lại có một phần ký ức nhỏ, mà nhờ tốc thần quyết ta cũng có thể bắt chước được một chút. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua mảnh vỡ của ngọc giản trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong cơ thể hắn có tồn tại rất nhiều nguyên thần hỗn tạp, do hắn giết chóc bên trong tiên tộc mà có được. Trong thời gian này vẫn âm thầm luyện hóa, lúc này đã ngưng tụ không kém, có thể mở thêm một thần mạch nữa rồi. Trong thân thể ta có 5 thần mạch, có thể dẫn động ra 99 tàn ảnh. Không biết khi có thần mạch thứ 6 thì sẽ ra sao? Tốc thần quyết trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng triển khai, ngưng tụ ra thần mạch thứ 6. Thời gian trôi qua, đã tới ngày thứ 7, thời gian tới đại lễ phong hậu của tiên hoàng chỉ còn 3 ngày. Cả đạo cổ hoàng vô cùng vui sướng hân hoan. Trên đường to ngõ nhỏ cho tới hoàng cung đều được bố trí cực kỳ tinh xảo, nhất là vào ban đêm. Đạo cổ hoàng thành hầu như không có bóng tối, tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng nhiều màu, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Thậm chí cả bầu trời của đạo cổ hoàng thành cũng đều bị nhuộm thành nhiều màu, khiến người ta vừa thấy hoa mỹ tuyệt vời lại vừa tỏa ra không khí vui mừng khi phong hậu. Đối với đại lễ phong hậu này, đạo cổ hoàng tôn cũng cực kỳ coi trọng, thậm chí cả bộ tộc đạo cổ cũng đều chú ý tới việc này. Dù sao đây cũng là sắc phong hoàng hậu của đạo cổ, tất cả tộc nhân của đạo cổ nhất mạch đều chờ mong, ánh mắt nhìn về phương hướng hoàng thành. Thậm chí có không ít cường giả trong tộc nhân đứng đầu các quận cũng từ nơi khác chạy tới đây, chuẩn bị tận mắt chứng kiến đại lễ của đạo cổ nhất mạch. Sứ giả tới từ cực cổ nhất mạch và thủy cổ nhất mạch cũng lục tục tới nơi này, mang theo lễ vật tham dự đại lễ của đạo cổ. Nhất là thủy cổ nhất mạch lại càng chuẩn bị lễ vật phong phú. Kế đô hoàng tử năm xưa tự mình cùng sứ đoàn tuyển được Tống Chí nên lúc này hắn tới đây cũng không có gì kỳ quái. Càng bởi hoàng hậu họ Tống là hậu nhân của Đại Thiên Tôn thủy cổ nhất mạch cho nên lúc này Tống Thiên Đại Thiên Tôn cũng phái sứ giả mang tới một phần lễ vật. Nhiều người tới đạo cổ hoàng thành như vậy khiến cho nơi này trong thời gian ngắn liền trở nên cực kỳ náo nhiệt, ồn ào vô cùng. Đạo cổ nhất mạch cũng phải tăng mạnh phòng hộ, không cho phép trong đại lễ này xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn nào. Hôm nay đạo cổ hoàng thành, nhất là trong hoàng cung có thể nói là bảo vệ nghiêm ngặt, cường giả ngưng tụ. Hầu như tất cả cường giả của đạo cổ nhất mạch đều đã tới đây.
còn có các vương hầu phân tán ra cúng từ các nơi trở về, khiến cho đạo cổ hoàng thành trong đại lễ này vô cùng nhiệt náo. Việc này lại đại sự của cổ tộc, một trong tam hoàng phong hậu. Trên mặt đất mà hoàng quyền là chí cao vô thượng này, có thể nói mọi người đều biết tới. Ngay cả cổ đạo sơn cũng đưa tới một phần lễ vật, khiến cho đạo cổ hoàng tôn trong thời gian ngắn trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong cổ tam tộc. Càng ở trong mấy ngày cuối cùng này, bởi vì người tới thật sự quá nhiều khiến cho đạo cổ nhất mạch phải xuất ra bảo vật chấn tộc. Hóa thành 99 đại cao trong đạo cổ hoàng thành, lấy thiên không thành của đạo cổ làm trung tâm mà mở rộng ra. Mỗi một đại cao này lập tức được cường giả bố trí ra rất nhiều nơi ở, lúc này mới có thể dung nạp được nhiều người tới như vậy. Đối với tất cả chuyện này, Vương Lâm đang chìm đắm trong tu luyện không hề chú ý tới. Vào đêm khi còn cách đại lễ này 3 ngày, trong khi đạo cổ hoàng thành tràn ngập màu sắc, ánh đèn sáng rực không gian, truyền ra tiếng người náo nhiệt, thậm chí ở 99 đài cao ở xung quanh cũng như vậy. Bởi vì có nhiều tộc nhân của tam tộc cổ tới như thể khiến cho nơi này xuất hiện rất nhiều nơi buôn bán. Trong lúc chờ đợi đại lễ, tộc nhân tam tộc không ít liền tự động giao dịch vật mình cần, cũng khiến cho nhiều nơi đấu giá xuất hiện. Trong hoàng cung của đạo cổ cũng tràn ngập không khí vui mừng. Ở trên lầu cao nhất, đạo cổ hoàng tôn đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa đủ màu trước mặt, khóe miệng hiện lên nụ cười. Những ngày sau này, chỗ chấm ở ngày nào cũng sẽ như mấy ngày đại lễ này, trở thành trung tâm của cổ tộc. Đạo cổ hoàng tôn chậm rãi nói, bệ hạ hùng tài đại lược, cuối cùng sẽ có một ngày đạt được mong muốn. Chúng ta nguyện đi theo bệ hạ, ở phía sau bệ hạ chứng kiến ngày đó tới. Trong lầu các này trừ đạo cổ hoàng ra còn có 7 người đang quỳ xuống trên mặt đất, giờ phút này đồng thời mở miệng, thần sắc lộ vẻ cuồng nhiệt. Chuẩn bị thế nào rồi? Đạo cổ hoàng mỉm cười. Sứ đoàn thủy cổ, cực cổ cũng đã được sắp xếp tốt, sứ giả của hai vị đại thiên tôn cũng đã được chiêu đài. Lễ vật tới từ cổ đạo sơn được sứ giả đại nhân đưa tới, thuộc hạ đã cung kính đặt trong hoàng thành. Một người trong đó lập tức mở miệng nói, tộc nhân đến từ tộc ta và cường giả của hai tộc khác đã được thuộc hạ chia ra ở 99 đài cao bốn phía, nhân số tuy nhiều nhưng vẫn có thể dung nạp được. Thuộc hạ phụ trách toàn bộ việc bố trí đại lễ, có thể đảm bảo đại lễ tiến hành vô cùng đầy đủ, xin bệ hạ yên tâm. Phương diện bảo vệ thì cấm nhất quân, nhị quân thuộc thất quân đã bảo vệ nghiêm ngặt tại đại lễ, tuyệt đối không xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn nào. Quốc sư truyền lời là hắn muốn tự mình tham gia đại lễ này. Tống hậu vẫn bình thường, cả ngày không ra khỏi phòng như trước, giống như luôn nhớ lại ký ức. Nhưng mỗi lần đều đau đớn không thôi, dường như không thể nhớ ra. Đại Thiên Tôn còn chưa trả lời là đại lễ có tham gia hay không. 7 người lần lượt nói, sau khi nói xong liền cúi đầu chờ đợi kẻ chí cao vô thượng của đạo cổ nhất mạch sai khiến. Dựa theo quy tắc thì đại lễ sẽ tổ chức 99 ngày, ngoài ngày đầu tiên tế tổ ra thì thời gian còn lại chẫm không tham dự. Trong thời gian này nếu có chút chuyện ngoài ý muốn thì các người sẽ bị tru di. Nam tử mặc hoàng bào âm trầm mở miệng, 7 người phía sau lập tức cung kính vâng. Dạ, 3 ngày sau là đại lễ. Mỗi đời cổ hoàng của đạo cổ nhất mạch vào đêm trước đại lễ đều cử hành một đại tiệc phong hậu, để cho sứ giả mỗi nước được nhìn thấy hoàng hậu. Việc này các ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong hết rồi. Một người trong 7 người này cung kính đáp. Tốt. Nam tử mặc hoàng bào mỉm cười, có vẻ chờ mong, vung tay áo, biến mất khỏi lầu các. Chấm sau khi lấy nàng, cho nàng thân phận này là tặng phẩm tốt nhất rồi. Quốc sư, chấm đang chờ kết quả mà trước kia người tính ra đây. Ngay lúc này thì cũng ở trong hoàng cung, trong một cung điện u tĩnh, một nữ tử mặc phượng bào đang ngồi. Nữ tử này không có tướng mạo tuyệt luân nhưng lại có một khí chất không nói lên lời. Nàng đang nhìn bản thân trong gương, ánh mắt lộ vẻ mê man. Không nghĩ ra nổi thứ gì. Tất cả trong mộng sau khi tỉnh dậy đều trở nên mơ hồ. Không thể nhớ ra hình dáng nữ tử trong mộng, không nhớ rõ hình dáng nam tử trong mộng, chỉ nhớ rõ hai câu nói của hắn. Nữ tử nhắm mắt lại, trong đầu vang vọng hai tiếng giống như muốn phá tan thiên không,
khiến thiên địa run rẩy. Đi, ta mang nàng đi giết người. Trời muốn nàng chết, ta cũng sẽ cướp nàng trở về. Nữ tử trong gương nhắm mắt, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nước mắt nọ lăn theo khuôn mặt, rơi xuống y phục khiến y phục nàng ướt đẫm. Tại sao ta lại rơi lệ? Hắn là ai? Ta là ai? Là Tống Chí sao? Ta là Tống Chí sao? Nữ tử này mở mắt, vẻ mê man trong mắt càng nhiều. Tất cả mọi chuyện Vương Lâm đều không biết, không cảm thụ thấy. Tu vi của hắn mặc dù thông thiên nhưng lại vẫn không nhìn thấy nước mắt của nữ tử này, không cảm thụ được khí tức của nàng. Mặc dù ở ngay trước mắt hắn, có lẽ hắn cũng không nhận ra nữ tử này là ai. Bởi vì trong tàn hồn của nữ tử này có một luồng sương mù che đi tất cả, khiến sau khi nữ tử này dung hợp với Tống Chí, sương mù lại càng đậm hơn. Hắn không biết là hồn phách Uyển Nhi mà hắn vẫn luôn tìm kiếm lại ở cách hắn gần như vậy. Nữ tử kia cũng không biết là người mà nàng đang nhớ tới lại cũng đang ở dưới bầu trời này, hô hấp cùng một luồng linh khí. Vào sáng sớm khi đại lễ còn một ngày, Vương Lâm đang tu hành dưới nền đất liền mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong cơ thể hắn đã xuất hiện 6 thần mạch. Chẳng qua khiến hắn nghi hoặc chính là trong tâm thần hắn không hiểu sao lại xuất hiện một tia rung động. Rung động này đột nhiên tới khiến hắn sinh ra nghi hoặc. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm đứng dậy, từng bước ra khỏi động phủ dưới nền đất này, sau khi xuất hiện đã ở bên trong nhà gỗ. Đám kim quang kia mơ hồ đã xuất hiện hình người, bắt đầu ngưng tụ chân thân. Thời gian so với ta suy đoán còn dài hơn một chút. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhìn vào đám sương mù màu vàng, nén một tia rung động trong nội tâm. Cho tới khi mặt trời lặn xuống núi Tây, Vương Lâm ngẩng đầu lên, mở miệng hút một cái, nuốt ngũ hành chân thân và đám sương mù màu vàng kia vàng trong cơ thể, sau đó đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Trong trời chiều, Huyền La đang đứng đó mỉm cười nhìn Vương Lâm. Ngươi bế quan 3 tháng rồi. Đại lễ ngày mai ngươi có thể không tham gia, nhưng tiệc rượu tối nay của đạo cổ nhất mạch thì ngươi phải đại diện vi sư đi một chuyện. Ta biết tính cách ngươi không thích náo nhiệt, về sau có thể bớt được gì thì hay thứ ấy. Vương Lâm do dự một chút. Hắn thực sự không muốn tới chỗ tiệc tùng, nhưng nếu sư tôn đã yêu cầu thì Vương Lâm đành gật đầu vâng dạ. Đưa vật này cho Diệp đạo, coi như là lễ vật của vi sư tặng hắn. Huyền La mỉm cười chụp vào hư không một cái, xuất ra một cái hộp quả đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm sau khi tiếp nhận cũng không nhìn xem mà thu lại, ôm quyền vái Huyền La một cái, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay lên. Ở giữa không trung đổi hướng một chút, bay về phía đạo cổ Hoàng Cung. Tặng lễ vật này xong liền rời đi tiếp tục tu luyện. Kim bản nguyên sắp ngưng tụ thành, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này rồi. Vương Lâm đã quyết định. Trong nháy mắt khi ý niệm này dâng lên trong đầu hắn, trong trái tim hắn lại một lần nữa xuất hiện tia rung động. Vương Lâm nhướng mày, nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Cung xa xa. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2018, Dạ Yến. Trong hoàng tộc của đạo cổ nhất mạch, trước đại lễ phong hậu một ngày, các đời cổ hoàng đều tổ chức một bữa dạ yến thâu đêm. Bữa dạ yến này diễn ra từ lúc hoàng hôn tới khi trời sáng mới kết thúc. Những người ở qua đêm sẽ tiếp tục tham gia đại lễ long trọng kia. Hơn nữa trong bữa dạ yến này, đạo cổ hoàng tôn sẽ dẫn cả hoàng hậu được hắn sắc phong tới. Đây có thể nói là hoàng hậu bị sắc phong. Lần đầu tiên trường hợp này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi nhận lời chúc phúc của mọi người trong bữa dạ yến, hoàng hậu sẽ rời đi. Nhưng đạo cổ hoàng tôn sẽ cùng với những người khác dự dạ yến cho tới khi kết thúc rồi sau đó tổ chức đại lễ. Chỗ tổ chức dạ yến là quảng trường rất rộng lớn ở bên ngoài chính điện trong hoàng cung. Quảng trường này hôm nay dưới ánh hoàng hôn được vô số người hầu trong cung bày rất nhiều ghế bằng gỗ thông, từ xa nhìn lại vô cùng dày đặc, phải nhiều tới mấy ngàn. Những cái ghế này tạo thành một hình quạt, như hướng về phía chính điện hoàng cung vái một cái. Trên không trung của hoàng cung này lúc này có mấy trăm cái đài cao lơ lửng.
Trên mỗi một đài cao cũng có gần 100 cái ghế dùng để tiếp đón những người tới dự. Thời gian trôi qua, cả hoàng cung vang lên những tiếng trống. Những tiếng trống này liên tục, ầm ầm vang lên. Chỉ thấy ở trung tâm của hoàng cung không ngờ có một chiếc trống lớn chừng mấy trăm trượng. Chiếc trống này không biết được làm từ loại gia thú nào, tản mát ra một khí tức tang thương, còn có một vẻ hung sát tràn ngập. Ở trên chiếc trống có 9 hắc y nhân đang lơ lửng. 9 người này tu vi mỗi người đều không kém, có thể so sánh với thiên tôn. Mỗi một lần tiếng trống vang lên đều là do 9 người này đồng thời ra tay. Ở trên không trung, sức mạnh của 9 người ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo rất lớn đánh lên mặt trống phát ra. Tiếng trống vang vọng, sau khi khuếch tán ra toàn bộ hoàng cung cũng không tản đi, mà giống như là sóng gợn. Cuối cùng bao phủ toàn bộ thiên không thành, bao phủ gần 1.000 cái đài cao lớn ở bên ngoài thành kia, khiến cho tất cả tộc nhân cổ tộc ở nơi đây đều nghe thấy. Những tiếng ầm ầm mỗi một khắc lại vang lên một lần, hóa thành vô số hồi âm. Sau khi duy trì hồi lâu đến khi sắp sửa tắt hẳn thì một khắc lại trôi qua, tiếng trống mới lại một lần nữa vang lên trong không trung. Khi tiếng trống thứ ba vang lên, trong hoàng cung có rất nhiều người lục tục đi ra chi chít, dường như nhìn không ra số lượng. Nhưng những người này cũng không ai không phải là những cao thủ, tuy không phải là những tộc nhân có thể so với thiên tôn, nhưng không hề kém những tu sĩ bước thứ ba. Trong tiếng trống này, những người này đều tự chọn ghế ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, cả quảng trường nổi lên tiếng rì rầm, lộ ra một vẻ vô cùng náo nhiệt. Trên không trung, khi tiếng trống thứ năm vang lên, từng đạo cầu vồng gạo thép bay tới. Tộc nhân trong những đạo cầu vồng này là đạo cổ nhất mạch, còn có người của hai mạch kia. Sau khi bọn họ tới, có người chọn những chiếc ghế ở trên quảng trường, còn lại thì ngồi ở trên những chiếc ghế trên mấy trăm đài cao lơ lửng giữa không trung. Người tới đây càng ngày càng nhiều. Khi tiếng trống thứ bảy vang lên, ánh hoàng hôn đã phủ toàn bộ không trung như bị mấy ngàn đạo cầu vồng tách ra, mơ hồ có cảm giác như sắp bị phá vỡ. Đồng thời mấy ngàn đạo cầu vồng này hóa thành mấy ngàn tộc nhân ngồi xuống. Cùng lúc đó, sau khi mấy ngàn tộc nhân này toàn bộ ngồi xuống, xa xa giữa thiên địa, bất ngờ có 108 đạo cực quang chói mắt lập tức bay tới, hóa thành 108 tộc nhân đạo cổ mặc áo giáp trắng. 108 tộc nhân này nhất tề hướng về phía chính điện hoàng cung vái một cái, sau đó hạ xuống dưới. Sau khi lựa chọn những chiếc ghế ở phía trước gần chính điện nhất, thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Đạo cổ nhất bách linh bát cấm, đạo cổ nhất mạch phân thành cấm, thánh, sát, vương, bất diệt tướng. Hiện giờ nhất bách linh bát cấm này đã xuất hiện, những người tới sau chắc cũng chuẩn bị xuất hiện rồi. Nghe nói nhất bách linh bát cấm này mỗi người đều là hạng người giết chóc ngợp trời, sát khí đầy người, cho nên mới có thể được phong làm cấm. Những tiếng nghị luận nhỏ được tiếng ầm ầm che giấu, nhưng không che được những ánh mắt đảo qua thân thể của nhất bách linh bát cấm này. Trong những ánh mắt này có vẻ hâm mộ, có sự âm trầm, cũng có sự quan sát đánh giá kỹ lưỡng. Ngay lúc này, sau khi 108 người này xuất hiện, trên mặt đất của hoàng cung phía xa xa, lập tức có 72 cơn lốc gào thét nổi lên. Trong mỗi một cơn lốc đều có một người, lúc này nhất tề lao tới, hướng thẳng tới quảng trường của hoàng cung. Một uy áp cường đại chợt phủ xuống, bao phủ trong ngoài hoàng cung, đồng thời 72 cơn lốc kia cũng đã tới. Trong đó có cả nam lẫn nữ, có cả già lẫn trẻ, nhưng không có một ngoại lệ nào. Tất cả đều có khí tức như thần, yêu, ma thánh. Nhìn trong hai mắt và trên mi tâm của họ đều có 27 tinh điểm. Thất thập nhị thánh. Thất thập nhị thánh đã từng lập rất nhiều chiến công hiển hách cho bộ tộc đạo cổ. Ta đã sớm nghe nói thất thập nhị thánh của bộ tộc đạo cổ, đời đời đều là 72 người, không nhiều hơn cũng không ít hơn. 72 dòng họ này đã được truyền thừa, bảo vệ đạo cổ qua vô số năm. Trong khi tiếng nghị luận nổi lên, một thanh ầm 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 còn kịch liệt hơn truyền ra, chính là tiếng trống thứ 8. Khi tiếng trống này vang lên, mặt đất chấn động, dường như có một con địa long uốn mình. Đồng thời trên bầu trời đầy ánh hoàng hôn, chỉ thấy 36 đạo cầu vồng huyết sắc đột nhiên giáng xuống. Trong thời gian ngắn,
đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ sậm, khiến cho ánh hoàng hôn bị che lấp, biến mất. Tam thập lục trượng. Tam thập lục trượng cực kỳ nổi danh trong bộ tộc đạo cổ, bọn họ là thị vệ của đạo cổ hoàng tộc. Tập hợp toàn bộ tinh hoa và sức mạnh của bộ tộc đạo cổ là 36 cao thủ do các đời hoàng tôn đào tạo ra. Ta nghe nói bọn họ giống như là những tử sĩ, chỉ cần đạo cổ hoàng tôn ra lệnh là có thể tự sát. Đây nào phải là tam thập lục trượng, đây rõ ràng là tam thập lục sát. Bên trong những đạo ánh sáng đỏ này có 36 đại hán đi ra. Toàn thân bọn họ có xương đỏ bao phủ, nhìn không rõ tướng mạo. Sau khi xuất hiện hướng về chính điện vái một cái, thân thể hạ xuống quảng trường, ngồi ở phía trước thất thập nhị thánh. Tiếng trống vẫn vang lên như trước. Sau khi 36 người này ngồi xuống, trên không trung đột nhiên xuất hiện những tiếng ầm vang kịch liệt, át cả tiếng trống kia, át cả tiếng nghị luận của gần một vạn người nơi đây. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy trên không trung đột nhiên có 18 cái khe rất lớn bỗng nhiên bị xé mở ra. Thứ xé mở ra 18 cái khe này là 18 đôi tay màu đỏ đen bỗng nhiên xuất hiện. Những tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Ngay khi ánh mắt mọi người nhất tề nhìn lên bầu trời, chỉ thấy từ trong 18 cái khe này bất ngờ có 18 con rồng màu đen đỏ chui ra. 18 con rồng này tỏa ra yêu khí kinh người, chính là yêu long. Những con rồng sử dụng khí tức của cổ yêu. Cặp đồng tử màu bạc của những con rồng kia lộ ra yêu khí vô tận, khiến cho thần sắc 18 con vêu long này cực kỳ dữ tợn. Sau khi chúng xuất hiện, lập tức ở trên không trung xoay tròn, nối liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đạo cổ thập bát vương. Không sai, chính là những con rồng vật cưỡi của đạo cổ thập bát vương. 18 con yêu long này xuất hiện, hiển nhiên là thập bát vương đã tới. Dưới đạo cổ hoàng tôn, cũng là 18 vị vương của hoàng tộc. Nghe nói bọn họ mỗi một người đều có sức mạnh cực lớn. Trong đó có 12 người bình thường không ở trong kinh thành, mà trấn thủ ở 12 quận. Từng trận tiếng nghị luận xôn xao ngay khi 18 con yêu long này xuất hiện lập tức nổi lên. Xa xa trên bầu trời, ở chỗ còn cách hoàng cung một đoạn đường nữa, Vương Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa. 18 con yêu long kia xuất hiện dẫn động khí của thiên địa. Nhất là sau khi nối liền thành một vòng xoáy, giống như là hóa thành một cơn lốc, có thể ngăn cản thần thức và ánh mắt nhìn lại. Đạo cổ thập bát vương không biết Diệp Mịch năm đó có phải là một trong thập bát vương hay không. Có lẽ trên bầu trời đêm này có thể nhìn ra. Vương Lâm sờ sờ cằm. Sau khi hắn đi tới đạo cổ nhất mạch cũng không ở lại được lâu. Hiện giờ trở về lại bế quan 3 tháng, cho nên không có thời gian đi tìm hậu nhân của Diệp Mịch. Nhưng chuyện này hắn thủy chung vẫn nhớ trong lòng. Trầm ngâm một chút, bên tai vang lên tiếng trống thứ 8. Vương Lâm không nhanh không chậm hướng về phía hoàng cung ở đằng xa bay đi. Nhưng hắn càng tới gần thì cảm giác lo sợ bỗng nhiên xuất hiện lại càng thêm mãnh liệt. Trạng thái này không phải là cảm thấy nguy cơ, mà là một cảm giác không thể nói nên lời. Với tu vi của Vương Lâm, hắn hiển nhiên có thể sớm có một chút cảm ứng đối với những việc lớn liên quan tới bản thân mình. Nhưng dù hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra trong bữa dạ yến ở hoàng cung này rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện gì. Trong khi Vương Lâm cau mày tiến về phía trước, trên quảng trường ở trước chính điện trong hoàng cung của đảo cổ, 18 con yêu long ở trên không trung nhất tề hạ xuống. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy ở trên đầu chúng không ngờ có người đứng. Tổng cộng là 18 người, tướng mạo đều khác nhau, nhưng mơ hồ có điểm tương tự. Toàn thân mặc mảng bào, thoạt nhìn rất uy nghiêm. 18 thân thể này nhoáng lên một cái, đồng thời bước xuống yêu long, hạ xuống những chiếc ghế trên quảng trường ở chỗ gần chính điện nhất, lần lượt ngồi xuống. Ngay khi bọn họ ngồi xuống, 18 con yêu long kia rít lên một tiếng, chui vào những cái khe trên không trung biến mất. Sau đó những cái khe cũng tiêu tan trên không trung, khiến cho ánh hoàng hôn khôi phục lại như thường. Giờ phút này, tiếng trống thứ 9 vang vọng trong thiên địa, dung hợp với tiếng trống thứ 8 tạo thành một tiếng âm ầm hiếm thấy. Thanh âm này đủ để giết chết tu sĩ, thậm chí ngay cả thân thể cổ tộc cũng rất có đứng trước thanh âm này mà không bị thương. Nhưng quỷ dị chính là những người ở nơi này chỉ nghe thấy tiếng trống,
nhưng thân thể lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Vương Lâm bước từng bước trong tiếng trống thứ 9 này đi vào vùng trời của Hoàng Cung. Hắn đảo mắt qua, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, đồng tử trong hai mắt hơi co lại. Chỉ thấy 9 đạo hắc quang từ trên không trung giáng xuống. Những đạo hắc quang kia liếc mắt nhìn giống như là những cây cột lớn, chống đỡ thiên địa không cho sụp xuống. Trong khi giáng xuống, còn có từng tầng sóng gợn màu đen khuếch tán ra. Trong nháy mắt 9 đạo hắc quang này hạ xuống, hóa thành 9 đại hán mặc áo giáp màu đen. 9 người này tản mát ra sát khí nồng đậm, thậm chí ở xung quanh thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy vô số oan hồn lượn quanh. Bọn họ không vái về phía chính điện, mà sau khi nhìn thoáng qua lẫn nhau, đi tới 9 chỗ ngồi ở phía trước thập bát vương kia. Ở phía trước bọn họ vẫn còn 4 cái ghế bất diệt tướng. Bọn họ chính là cửu đại bất diệt tướng của bộ tộc đạo cổ. 9 người có thể so với Dược Thiên Tôn vượt qua được tầng thứ 13 của Thiên Tôn Niết. Nhất là một người trong số đó có thể vượt qua được tầng thứ 14. Vương Lâm thu ánh mắt lại, chân lại bước về phía trước, dẫm lên tiếng trống thứ 9 kia, hướng về phía trước đi tới. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người ở bên dưới. Các bạn đang nghe truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2019, yên lặng quay đầu. Cả đời này của Vương Lâm dĩ nhiên đã quen với việc bị tất cả ánh mắt ngưng tụ lại nhìn mình như trường hợp này. Thần sắc hắn vẫn như thường, tóc bạc trên đầu bất động, bình tĩnh hướng về phía trước đạp không đi tới. Người này là ai? Hắn một mình tới đây, còn xuất hiện vào tiếng trống thứ 9, chẳng lẽ là có thân phận đặc biệt? Người này rất lạ, tiếng nghị luận rì rầm vang lên. Trong sự chú ý của vạn người, Vương Lâm đi qua mấy ngàn chiếc ghế kia, đi qua nhất bách linh bát cấm, thất thập nhị thánh, tam thập lục. Theo bước chân hắn, những ánh mắt ngưng tụ lên thân thể hắn càng ngày càng nhiều, thanh âm rì rầm kia càng ngày càng nổi lên kịch liệt. Hắn định ngồi ở chỗ nào? Hắn dám đi tới hàng đầu. 4 vị trí ở hàng đầu kia là chuẩn bị cho Đại Thiên Tôn và Quốc Sư, 2 chỗ còn lại là của 2 vị lão tổ của đạo cổ vẫn còn sống cho ngày nay. 4 cái ghế ở hàng đầu tiên có 1 cái ở phía trước, 3 cái ở phía sau. Khi Vương Lâm đi qua không trung bên trên thập bát vương, lập tức 18 vị vương gia này đều nhìn về phía hắn, thần sắc ngưng trọng. Trong 18 người này có 7 người đứng lên, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Trước một cái vái này, lập tức trên quảng trường gần vạn người lại một lần nữa ổ lên, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, không ngờ vượt qua cả thập bát vương và 9 bất diệt tướng lúc trước. Bước chân Vương Lâm dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía 7 người vừa vái, sau khi mỉm cười gật đầu, liền đi về phía 9 đạo cổ bất diệt tướng bị hắc khí bao phủ kia. 9 người kia có 8 người trầm mặc, nhưng duy chỉ có người có thể so với Dược Thiên Tôn xông qua tầng thứ 14 của tiên tộc kia thân thể ẩn trong đám hắc khí ánh mắt lóe lên. Hừ lạnh một tiếng, đồng thời bỗng nhiên thân thể từ trên ghế đứng lên, dường như muốn ngăn cản Vương Lâm bay qua không trung phía trên hắn. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa đứng dậy, hai mắt Vương Lâm lạnh lùng nhìn lại, trong mắt hắn chợt lóe lên hồng quang sát khí. Lập tức có một uy áp kinh người từ trên người Vương Lâm bỗng nhiên tản ra, rồi trong nháy mắt lại biến mất. Nhưng mặc dù uy áp chỉ tản ra trong nháy mắt, nhưng cũng khiến cho người đang muốn đứng dậy kia chấn động toàn thân. Thân thể lập tức run lên, không thể nào đứng lên được, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, phịch một tiếng lại ngồi xuống ghế. Lúc này tâm thần hắn ầm vang, mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra. Một ánh mắt kia của Vương Lâm theo hắn nhìn giống như là đặt mình vào trong một trận chém giết điên cuồng. Bị Vương Lâm liên tục giết chết hơn mấy ngàn lần, giống như nhập vào trong ảo ảnh, không ngừng tử vong. Cảm giác này cả đời hắn chưa bao giờ từng có. Ánh mắt kia như xâm nhập vào trong cơ thể, như cắn nát lục phủ ngũ tạng của hắn, nạo hết xương cốt máu thịt của hắn, rút linh hồn ra bóp nát. Lúc này trái tim hắn đập thình thịch, giống như là muốn vỡ tan. Ngay khi hắn lại ngồi xuống, thân thể Vương Lâm hạ xuống, đứng ở nơi tận cùng phía trước những hàng ghế tạo thành hình quạt trên quảng trường này,
xoay người nhìn thoáng qua vô số ghế trên đài cao giữa không trung, rồi lại nhìn thoáng qua mấy vạn người trên quảng trường. Vương Lâm vung tay áo, bình tĩnh ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, lập tức trên quảng trường lại nổi lên một cơn sóng lớn. Hắn là ai vậy? Sao lại ngồi ở chỗ của Huyền La Đại Thiên Tôn? Chuyện này uy áp vừa rồi từ người này lan ra cực kỳ hùng mạnh, không ngờ lại khiến cho ta có cảm giác trái tim ngừng đập. Sức mạnh cổ tộc của người này sâu không thể lường được, quyết không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ta nghe nói Huyền La Đại Thiên Tôn gần đây có tuyên bố thu nhận một đệ tử. Người này chẳng lẽ chính là đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn? Nhưng hắn còn trẻ như vậy, quả nhiên là hắn, Bạch Phát Dược Thiên Tôn. Không ngờ người này lại là đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn. Sao, hắn là Bạch Phát Dược Thiên Tôn? Bạch Phát Dược Thiên Tôn kia không phải là người của tiên tộc sao? Nghe nói là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn. Thậm chí còn nghe đồn hắn là mặt trời thứ 10 của Tiên Cương Đại Lục. Nhận ra thân phận của Vương Lâm cũng giống như Kế Đô Hoàng Tử, đó là những người trong hoàng tộc của cổ tộc Tam Mạch. Bộ tộc Đạo Cổ còn đỡ một chút, chuyện về Vương Lâm bọn họ còn hơi biết được. Nhưng hai tộc còn lại thần sắc cực kỳ phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ mang theo một vẻ kiêng kỵ. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Vương Lâm. Nên biết rằng Huyền La đã mang theo Vương Lâm đi qua vùng đất của Thủy Cổ và Cực Cổ. Cho nên những người đi tới Đạo Cổ nhất mạch này ngoài việc đưa lễ mừng, còn có ý định mượn cơ hội này để quan sát thực lực của Đạo Cổ. Trong những ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, có một ánh mắt mang theo vẻ kích động và cuồng nhiệt. Ánh mắt này tới từ một đài cao ở trên không trung, đó là chỗ của Kế Đô Hoàng Tử. Kế Đô Hoàng Tử ngồi ở đó, hắn nhìn Vương Lâm từ lúc mới xuất hiện cho tới khi bị hàng vạn người chú ý bàn. Luận, nhìn bộ dạng bình tĩnh của Vương Lâm, hắn hít sâu vào một hơi. Tên của nghĩa phụ cả cổ tộc đều biết. Uy danh của nghĩa phụ lại càng chấn động nhân tâm. Nếu nghĩa phụ có thể giúp ta, Kế Đô Hoàng Tử nắm chặt tay. Vương Lâm không để ý tới những ánh mắt đang ngưng tụ trên người, nhắm hai mắt lại. Nhưng trong lòng hắn giờ phút này tâm can đảo lộn, giống như là nảy sinh tâm ma. Mơ hồ có cảm giác khiến cho hắn không thể khống chế được. Cảm giác này xuất hiện từ sau khi Vương Lâm đi tới Hoàng Cung, là do sự hoảng sợ lúc trước chuyển hóa thành. Ngay khi hắn ngồi vào chỗ này, ầm ầm bạo phát, khiến cho Vương Lâm thất kinh. Tuy là Vương Lâm có thể áp chế, nhưng cũng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Nếu không như vậy, vừa rồi khi Bất Diệt Tướng kia đứng dậy, Vương Lâm tuyệt đối sẽ không tản ra uy áp, lộ ra một tia dao động tu vi. Nhân vật như vậy còn chưa có tư cách khiến cho hắn làm như vậy. Thậm chí trong khoảnh khắc vừa rồi, Vương Lâm còn có ý niệm điên cuồng muốn giết chết người này, giết chết tất cả mọi người nơi đây. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Vì sao khi tới Hoàng Cung của Đạo Cổ này ta lại như vậy? Vương Lâm nhắm hai mắt, vận chuyển tu vi trong cơ thể, dần dần khiến cho tâm tình bình tĩnh, nhưng tâm thần hắn lại càng âm trầm hơn. Không ổn, Hoàng Cung của Đạo Cổ này chẳng lẽ lại triển khai một trận pháp cấm chế nào, cho nên mới ảnh hưởng tới ta như vậy. Nhưng nhìn bốn phía lại không có bất cứ một bóng dáng của cấm chế nào, Vương Lâm mở hai mắt, trầm mặc ngồi ở đó. Mà cảm giác điên cuồng này lại chuyển hóa từ sự lo sợ. Mấy ngày trước, ta đã mơ hồ có cảm giác này, nhưng hôm nay lại càng mãnh liệt hơn. Cảm giác này giống như là có một chuyện gì đó cực kỳ trọng đại đối với ta phát sinh, giống như việc này liên quan tới sự sinh tử của ta. Cho dù ta mấy lần đối mặt với nguy cơ sinh tử, cũng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Lông mày Vương Lâm không thể không nhăn lại. Hoàng Cung của Đạo Cổ này không thể ở lâu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngay khi hắn quyết định chủ ý, tiếng trống thứ 9 đang vang vọng chậm rãi tiêu tan. Theo tiếng trống này tiêu tan, toàn bộ trong ngoài quảng trường, bao gồm cả mấy trăm đài cao trên không trung chợt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bất giác ngưng bàn luận, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ lại chính điện của quảng trường. Hoàng Tôn tới. Một thanh âm chói tai từ trong chính điện vang lên, mang theo một sức mạnh xuyên thấu kinh người vang vọng bốn phía. Đồng thời cửa lớn của chính điện đang đóng rầm rầm mở ra. Theo nó mở ra,
toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ về phía một nam tử ngồi trên long ỷ rất lớn ở cuối đại điện. Nam tử này mặc hoàng bào, đầu đội đế quan, thần sắc không giận mà uy, tràn ngập một sự uy nghiêm khiến cho người ta hít thở không thông. Đó chính là đạo cổ Hoàng Tôn. Chúng thần tham kiến Hoàng Tôn. Trên quảng trường, trên đài cao, kể cả đám người thập bát vương lúc này đều nhất tề đứng lên, hướng về phía đạo cổ Hoàng Tôn trong chính điện kia đồng loạt vái một cái. Trong đó những tộc nhân không phải thuộc đạo cổ có thể không quỳ, nhưng toàn bộ tộc nhân của đạo cổ đều quỳ trên mặt đất. Vương Lâm trầm mặc đứng lên, hướng về phía đạo cổ Hoàng Tôn kia vái một cái, nhưng lại không quỳ. Thần sắc hắn như thường, nhưng hiện giờ trong lòng cái cảm giác giết chóc điên cuồng kia giống như là thủy triều cuộn lên, ầm vang trong tâm thần và đầu óc hắn. Dường như hắn có chút không thể áp chế nổi. Cảm giác này ngay khi chính điện mở ra, khi đạo cổ Hoàng Tôn xuất hiện trở nên cực kỳ kịch liệt. Chư vị bình thân, hôm nay là ngày vui của trầm, để chúc mừng cho bộ tộc đạo cổ ta có buổi yến tiệc này, chư vị hãy cùng say với trẫm. Đạo cổ Hoàng Tôn kia mỉm cười, ánh mắt cũng đảo qua người Vương Lâm, trong lòng không vui và âm trầm, nhưng thần sắc vẫn như thường, ngược lại còn hướng về Vương Lâm gật đầu, ra vẻ rất là coi trọng. Những bộ tộc anh em có thể đến bộ tộc đạo cổ ta, trẫm rất cao hứng. Hôm nay trẫm sẽ không nói nhiều, trước tiên hãy nâng chén, xin mời tộc nhân đạo cổ ta và những bộ tộc anh em một chén. Đạo cổ Hoàng Tôn kia giơ tay phải lên, lập tức ở bên cạnh hiện ra một hư ảnh, đưa tới một chén rượu. Cùng lúc đó, mọi người trên quảng trường và trên đài cao sau khi đứng dậy đều lần lượt cầm chén ở trên chỗ ngồi, mang theo vẻ cung kính, nhất tề giơ lên. Vương Lâm trong lúc trầm mặc, thầm than một tiếng, cũng cấm lấy chén rượu. Hắn định sau một chén này sẽ đưa ra lễ vật của sư tôn, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Sự xúc động trong lòng hắn lúc này khiến cho sắc mặt hắn mơ hồ có chút tái nhợt. Đạo cổ Hoàng Tôn mỉm cười, sau khi nhập một ngụm, hơn vạn người trên quảng trường và trên đài cao nhất tề chúc mừng, nâng chén uống hết. Vương Lâm không uống, mà chỉ nhấp một chút rồi cùng với những người khác hạ chén, đang định mở miệng. Nhân ngày đại hỷ của bộ tộc đạo cổ ta, trẫm còn muốn tuyên bố một việc. Việc này có lẽ chư vị cũng đã nghe qua, đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn, Bạch Phát Dược Thiên Tôn Vương Lâm của tiên tộc, từ nay về sau là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch ta. Vương Lâm tiến lên nghe sắc phong, đạo cổ Hoàng Tôn kia mỉm cười mở miệng. Vương Lâm yên lặng tiến lên vài bước, ở bên ngoài chính điện ôm quyền vái một cái nữa. Còn chưa quỳ, thần sắc đạo cổ Hoàng Tôn trở nên âm trầm. Hắn không hề mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Hồi lâu sau, mọi người trên quảng trường cũng lần lượt nhìn ra điều dị thường, ánh mắt đều ngưng tụ lên người Vương Lâm. Trong rất nhiều ánh mắt kia, có một ánh mắt đến từ Kế Đô Hoàng Tử. Hắn đè nặng sự kích động trong lòng, hắn chờ chính là một ngày mà Vương Lâm rời khỏi đạo cổ. Hoàng Tôn, Vương Mỗ thay mặt sư tôn dâng lễ vật, còn có chuyện quan trọng nên phải rời khỏi. Vương Lâm đã không còn kiên nhẫn, lúc này hắn vô cùng tâm phiền khí loạn, lạnh lùng nhìn Hoàng Tôn kia một cái. Chính hắn cũng không biết vì sao hiện giờ nhìn người này lại có một sự phản cảm và sát khí không thể nói nên lời như vậy. Hắn vung tay áo lấy hộp gấm mà Huyền La đưa cho hắn ra, vung về phía trước, bị hư ảnh xuất hiện ở phía trước đạo cổ Hoàng Tôn đón lấy, rồi cung kính đưa cho Hoàng Tôn. Vương Lâm, trẫm phong cho ngươi là người bảo hộ cho hoàng tử của đạo cổ nhất mạch ta. Ngươi có chuyện quan trọng, vậy thì cứ rời khỏi. Đại lễ ngày mai trẫm hy vọng ngươi có thể đến. Đạo cổ Hoàng Tôn kia nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, mỉm cười mở miệng, vẫn như trước không hề để ý, càng không nhìn tới Vương Lâm. Cho mời Hoàng hậu, cổ đạo đại thiên tôn kia thản nhiên mở miệng. Sự xúc động trong lòng Vương Lâm càng nhiều, hắn xoay người đang chuẩn bị hóa thành cầu vồng rời khỏi, nhưng đột nhiên bên tai nghe thấy những tiếng chuông kêu. Còn có một cảm giác không nói nên lời, dường như sự xúc động trong lòng trong khoảnh khắc này biến mất không còn. Vương Lâm sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một nữ tử mặc áo phượng từ trong điện đi ra, đi về phía đạo cổ Hoàng Tôn kia.
Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2020, trùng quan nhất nộ. 1. Màu sắc phượng bảo nữ tử mặc tươi đẹp, ở trên người nàng tạo thành khí chất cao quý. Nàng cúi đầu, khuôn mặt bị chuỗi hạt châu che phủ, mơ hồ chỉ thấy được đôi mi thanh tú đang nhíu lại, từng bước đi về phía đạo cổ hoàng. Tiếng leng keng thực tế không phải do chuông kêu tạo ra mà là do những chuỗi hạt châu che mặt nữ tử này khi nàng bước đi va chạm với nhau mà thành. Giờ phút này trên các đài cao trong sân rộng này, ánh mắt người tam tộc tới dự dạ tiệc đều đồng loạt ngưng tụ trên người nữ tử này. Tướng mạo nàng cũng không phải xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có một cảm giác không nói lên lời tồn tại, rất nhu hòa, nhìn rất thoải mái, giống như khiến tâm linh yên tĩnh. Khí chất trên người nữ tử này chính là tĩnh, giống như một đóa bách hợp yên lặng nở rộ, chỉ có cánh chim bay xuyên qua tầng mây trắng trên bầu trời, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xuống có lẽ mới có thể thấy vẻ đẹp trong tích tắc đó. Vương Lâm đứng đó, trong nháy mắt nữ tử này xuất hiện, lập tức sự phiền muộn trong lòng hắn liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Tống Chí, Vương Lâm liếc một cái liền nhận ra nữ tử này. Hắn còn nhớ rõ khi vừa tới đại địa của cổ tộc, ở bên ngoài Hắc Thạch Thành đã từng gặp nữ tử này. Hai mắt đạo cổ hoàng tôn lộ vẻ khen ngợi nhìn nữ tử mặc phượng bào đang đi tới, cười rộ lên. Hắn vung hai tay áo, cao giọng nói, Hoàng hậu, tới ngồi bên cạnh trẫm. Hôm nay là việc vui của đạo cổ nhất mạch chúng ta, cũng là ngày trọng đại trong đời trẫm. Bước chân nữ tử mặc phượng bào sững lại, chút. Trong sự trầm mặc liền đi về phía long ỷ của đạo cổ hoàng tôn, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Nàng vẫn cau mày như trước, sâu trong hai mắt ẩn giấu vẻ mê man, khiến người ta cả thấy giống như hơi bất lực. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu lên, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy trong đại điện chính là Vương Lâm đang ngưng thần nhìn lại. Trong tích tắc, ánh mắt hai người ngưng tụ giữa đại điện. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người tiếp xúc, trong đầu Vương Lâm lập tức có tiếng ầm vang. Tiếng ầm vang này quá mức đột ngột, giống như vô số lôi đình đồng thời nổ vang, đồng thời truyền khắp toàn thân Vương Lâm, thậm chí khiến cho nguyên thần và linh hồn hắn run rẩy. Giống như nữ tử trước mặt này chính là một bộ phận mà sinh mệnh Vương Lâm không thể thiếu vậy. Thần sắc Vương Lâm biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử này, trái tim tăng tốc đập thình thịch. Nữ tử này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng loại cảm giác quen thuộc này bị ấn bên trong một màn sương mù. Vương Lâm không thể nhớ ra là sự quen thuộc đó tới từ đâu. Uyển Nhi, Lý Thiên Mai, Chu Như, Hồng Diệp. Vương Lâm kinh ngạc nhìn vào hai mắt nữ tử này, trong đầu hiện lên những khuôn mặt nhưng lại cách nào tìm ra chính xác sự quen thuộc này tới từ nơi nào. Vừa rồi hình như không phải. Vương Lâm khi nhìn kỹ lại phát hiện ra nữ tử này cực kỳ xa lạ, giống như chênh lệch rất lớn so với suy nghĩ của hắn. Vương Lâm, một tiếng nói không to nhưng cực kỳ uy nghiêm vang lên bên tai Vương Lâm. Hoàng hậu của trẫm lại hấp dẫn sự chú ý của người như vậy sao? Đạo cổ hoàng tôn nhìn Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn mặc dù là hoàng tôn nhưng hôm nay hoàng hậu đi ra, tất cả mọi người đều chỉ tiếp xúc ánh mắt rồi thôi. Duy độc có Vương Lâm này lại làm càn nhìn lại. Hắn vốn đã bất mãn đối với Vương Lâm, giờ phút này cau mày, lời nói trở nên lạnh lùng. Vương Lâm trầm mặc, nhờ lời nói của đạo cổ hoàng tôn mà như tỉnh lại, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn không để ý tới đạo cổ hoàng tôn mà vẫn nhìn nữ tử mặc phượng bào như trước. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân cảm thấy quen thuộc nữ tử này. Chẳng qua hắn nhìn rồi lại thầm than một tiếng, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Nữ tử này hắn không nhận ra. Nguyên nhân của sự quen thuộc đó hắn cũng mơ hồ tìm ra. Khí chất của nữ tử này, khí chất tĩnh tại đó rất giống Lý Mộ Uyển. Không có khả năng là Uyển Nhi, chỉ là khí chất tương tự khiến ta gặp ảo giác thôi. Với tu vi của Vương Lâm lúc này, nếu nữ tử này thực sự là Lý Mộ Uyển thì hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Nhưng giờ phút này dù hắn nhìn thế nào cũng chỉ thấy quen thuộc mà thôi, nhưng không tìm ra chút dao động khí tức của Lý Mộ Uyển.
Uyển Nhi ở trong Tị Thiên Quan, tàn hồn của nàng mất tích, không tìm được nữa. Nữ tử này, không phải, chỉ là trên thế gian này sao lại có người có khí chất giống nhau như vậy? Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong mắt tràn ngập bi ai. Sắc mặt nữ tử kia ửng đỏ, ánh mắt lộ vẻ tức giận, giống như rất khó chịu đối với việc Vương Lâm vô lễ nhìn kỹ mình. Chẳng qua nàng cũng không nói lên lời, sâu trong nội tâm giống như cảm thấy người trước mặt này quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này vừa xuất hiện lập tức biến mất quỷ dị, giống như không còn tồn tại. Chấm đang hỏi ngươi đó. Đạo cổ Hoàng Tôn giơ tay trái lên, vỗ mạnh vào tay vịn của Long Ỷ, phát ra một tiếng nổ ầm vang, nhưng tay vịn này lại không hư hao chút nào. Chẳng qua trong đại điện vào tích tắc này bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo sát khí tập trung nghiêm ngặt vào trên người Vương Lâm. Đồng thời mơ hồ có thể thấy trong đại điện, bốn phía Vương Lâm có hơn 10 hư ảnh như làn khói, như ẩn như hiện, giống như chỉ cần đạo cổ Hoàng Tôn ra lệnh một tiếng thì họ sẽ đồng loạt ra tay. Cũng trong khoảnh khắc này, trong sân rộng bên ngoài đại điện, trên mấy trăm đài cao còn có các tộc nhân tới từ các tộc khác. Bọn họ cũng nhìn ra sự dị thường, thần sắc cổ quái, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm trên đại điện xong lại vừa nhìn về phía nữ tử mặc phượng bào đang tức giận kia. Nữ tử này rất giống một vị cố nhân của Vương Mỗ. Vương Lâm mở hai mắt, thấy vẻ tức giận trong mắt nữ tử kia, trong nội tâm không hiểu tại sao lại có cảm giác đau đớn và mất mát. Hắn hôm nay đã xác định nữ tử này không phải là người hắn muốn tìm. Chẳng qua khí chất giống nhau khiến nỗi đau xé rách tâm thần của Vương Lâm lại trào dâng. Hả? Ánh mắt đạo cổ Hoàng Tôn âm thầm lóe lên, quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử mặc phượng bào bên cạnh, rồi lại nhìn Vương Lâm, đột nhiên khóe miệng lộ vẻ tia mỉm cười không ai hiểu. Hoàng hậu, người có quen biết người bảo vệ tương lai của đạo cổ nhất mạch ta không? Đạo cổ Hoàng âm trầm nói. Nữ tử mặc phượng bào cúi đầu, khẽ lắc đầu. Quốc sư lúc đầu đưa tàn hồn này cho ta đã nói tàn hồn này bị hắn phong ấn, sẽ có lan ra khí tức gì, dù là người quen thuộc nhất với nữ tử này cũng tuyệt đối không thể nhận ra. Trừ phi là về mặt tính toán suy diễn có thể vượt qua hắn, nếu không dù có tu vi đại thiên tôn thì ở phương diện này cũng không thể phát hiện chút nào. Đạo cổ Hoàng Tôn mỉm cười. Thú vị, chẳng lẽ tàn hồn này thật sự là có quan hệ với Vương Lâm sao? Trong nội tâm của đạo cổ Hoàng Tôn có hơi mừng rỡ nhưng thần sắc vẫn mang theo nụ cười không thể nắm bắt như trước. Có lẽ không chừng các ngươi có biết nhau cũng nên. Hoàng hậu, ngươi đi xuống cho người bảo vệ đạo cổ nhất mạch chúng ta trong tương lai nhìn mặt, để hắn nhìn kỹ xem. Nếu các ngươi là cố nhân thì cũng là một chuyện vui mừng của chúng ta. Đạo cổ Hoàng Tôn chậm rãi nói. Nữ tử mặc phượng bào nọ trầm mặc, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn Vương Lâm. Chậm rãi đi tới, Vương Lâm kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn phảng phất như thấy được Lý Mộ Uyển, tâm thần chấn động, thậm chí cả thân thể cũng hơi run rẩy. Cho tới khi nữ tử này đi tới cách Vương Lâm một trượng, bình tĩnh nhìn hắn, vẻ tức giận trong mắt càng nhiều, mơ hồ khiến Vương Lâm cảm thấy rất lạnh lùng. Quen thuộc và xa lạ khiến hắn quên đi chuyện tự hỏi, quên đi mình đang ở trong đạo cổ Hoàng Cung, quên cả đại địa cổ tộc. Quên cả tiên cương đại lục này, giống như đang trở về động phủ giới, trở về sơn cốc tại Chu Tước Tinh, ngơ ngác nhìn đối phương, vẻ bi ai trong mắt giống như có thể hòa tan thiên địa. Vẻ bi ai đó bị nữ tử này nhìn thấy. Trái tim nàng đột nhiên cảm thấy đau đớn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt cũng hiện lên vẻ mê man. Chỉ là vẻ mê man này rất nhanh tan đi, lại một lần nữa hóa thành vẻ tức giận. Ngươi, không phải là nàng. Hồi lâu sau Vương Lâm mới lộ vẻ khổ sở. Hắn đột nhiên rất muốn uống rượu, rất muốn cho mình say khướt một lần để quên đi nỗi đau tới tận linh hồn này. Hắn biết tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác. Nhưng ảo giác này lại dẫn tới rất nhiều ký ức của Vương Lâm, làm cho hắn nhớ lại cảnh tượng mấy ngàn năm trước, khiến cho sự bi ai của hắn càng sâu, càng đậm. Thân thể lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Vương Lâm không nhìn nữ tử này nữa, không nhìn đạo cổ Hoàng Tôn nhưng cũng không rời đi mà đi về chỗ bàn hắn, ngồi ở đó lặng lặng nhìn mặt bàn. Hồi lâu hắn cầm một bầu rượu đưa lên mép uống một ngụm lớn.
Chẳng qua rượu này tuy cay nóng nhưng lại không khiến hắn say nổi. Vương Lâm rất ít khóc nhưng giờ phút này khi uống rượu, khóe mặt hắn lại có nước mắt chảy ra. Trong nước mắt này, Vương Lâm uống một ngụm rượu, khiến nước mắt chảy vào miệng, rất đắng, rất chát, giống như mùi vị nỗi đau thương của hắn. Nữ tử mặc phượng bào đã trở lại bên cạnh đạo cổ Hoàng Tôn, bình tĩnh ngồi xuống, thủy chung không nói một lời. Vẻ tươi cười trên mặt đạo cổ Hoàng Tôn càng nhiều, ánh mắt rơi lên người Vương Lâm lại có sự đắc ý và vui sướng hiện lên trong nháy mắt. Xem ra 89 phần 10 là Vương Lâm quen biết tàn hồn này. Mà tàn hồn này trước khi dung thể lộ vẻ mê man, nghĩ tới chắc cũng là do Vương Lâm này. Đáng tiếc hả? Trong cuộc đời này dù ngươi có tu vi gì, dù ngươi có bao nhiêu hồn huyết, dù ngươi có Huyền La làm sư phụ, nhưng nỗi bi ai lớn nhất chính là dù ở trước mặt nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau. Chẳng qua chuyện như vậy lại càng khiến ta hứng thú. Đạo cổ Hoàng Tôn cười ha hả, giơ chén rượu cùng uống với cả vạn người trong dạ tiệc này một lần nữa. Dựa theo truyền thống của đạo cổ nhất mạch thì lúc này hắn vốn phải để nữ tử mặc phượng bào này rời đi. Nhưng đạo cổ Hoàng Tôn lại không làm như vậy mà vẫn để nàng ngồi cạnh mình. Hắn muốn tiếp tục nhìn thần sắc Vương Lâm, giống như có thể khiến hắn thấy khoái cảm và sự thỏa mãn lớn nhất. Trong thời gian ngắn, bởi đạo cổ Hoàng Tôn thoải mái khiến dạ tiệc này lên tới cao trào, tiếng nói cười chào dâng, chúc mừng không dứt, vô cùng náo nhiệt. Trong sự náo nhiệt này, chỉ có Vương Lâm yên lặng ngồi đó uống từng chén rượu, vẻ đau thương trong mắt không cách nào theo rượu mà say nổi. Hoàng hậu, Vương Ái Khanh hình như không vui, người thay mặt chấm đi mời hắn một chén. Đạo cổ Hoàng Tôn mỉm cười mở miệng. Các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.